Ok, xin chào các em. Ok, các bạn đã nghe rõ tiếng thầy nói chưa? Ok, nhanh quá nhở. Gần 600 bạn rồi. Ok, các bạn vào đi nhá. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn vào đi nhá, vào đi. Hôm nay thì thầy sẽ livestream để chữa cho các bạn về một cái đề tổng ôn học kỳ giữa học kỳ 2. Đấy, năm học 2018-2019, một đề cũng rất là hay. Và thầy nghĩ là qua đề này thì chúng ta có thể hệ thống lại toàn bộ cái kiến thức mà liên quan đến cái phần nguyên hàm tích phân. Đấy, một cách rất là ok. Được chưa nhỉ? Mục tiêu của chúng ta ngày hôm nay đó chính là làm sao đấy để các bạn có thể ăn chắc được 9 điểm trong cái kỳ thi giữa kỳ hoặc là kỳ thi học kỳ sắp tới mà liên quan đến cái chương gọi là chương về nguyên hàm tích phân. Ok chưa? Bạn nào đang xem livestream ở đây thì chúng ta share nhẹ cho thầy một chút nhá. Hôm nay thì chúng ta sẽ đặt ra cho thầy một cái chỉ tiêu, đó chính là đủ 800 bạn chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Ok chưa nhỉ? Hôm nay chúng ta sẽ đủ 800 bạn nhá. Đấy, thì chúng ta sẽ bắt đầu. Ok chưa? Bạn nào mà đang xem livestream thì chúng ta share nhẹ một chút nhá. File PDF thì đã có ở trên rồi, thầy đã đính kèm ở trên rồi. Đấy, đã 700 bạn rồi đấy, ok chưa? 800 bạn thì chúng ta sẽ bắt đầu. Bạn nào đang xem livestream thì chúng ta có thể rằng là share về trang cá nhân hoặc là share vào các group học tập giúp thầy một chút. Đấy, và sau đó thì để cho các bạn có thể vào chúng ta cùng học luôn nhá. Friday thì đã có ở trên caption rồi các bạn nhá. Đấy, Friday thì đã có ở trên caption rồi. Ok chưa? Rồi. Hello, xin chào bạn Văn Toàn nhá, chào bạn Huy Tạ. Chào bạn Linh Phạm, ok. Có rất nhiều bạn, 750 bạn rồi, nhanh quá nhỉ. Mới có mấy phút mà chúng ta đã có 750 bạn rồi. Đấy. Thứ nhất là ngày mai là ngày mùng 8 tháng 3 rồi. Nhân tiện đây thì thầy cũng sẽ gọi là xin gửi lời chúc mừng ngày mùng 8 tháng 3 đến cho toàn thể các chị em phụ nữ mà các bạn mà đang xem livestream của thầy đây này. Đấy, những bạn là đang là phụ nữ ấy hoặc là con gái gì đó cũng được. Được chưa? Thì thầy sẽ gửi lời chúc mừng ngày mùng 8 tháng 3 đến cho toàn thể các chị em phụ nữ. Đấy, làm sao đấy để có một ngày mùng 8 tháng 3 thật là gì nhỉ? Là vui vẻ và nhận được nhiều quà, nhiều hoa từ các phái nam. Đấy. Và thầy cũng sẽ có một cái tin vui để dành cho các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Đó chính là hiện tại thì thầy đang có một cái khóa gọi là khóa livestream VIP đúng không ạ? Trong khóa này chúng ta có 3 khóa con. Khóa thứ nhất là khóa ăn chắc 7 điểm các bạn này. Khóa ăn chắc đúng không ạ? 7 đến 8 điểm. Đấy, được chưa? Thứ hai đó chính là khóa vận dụng cao các bạn nhé. Khóa vận dụng cao là 8 cộng đúng không ạ? 8 cộng tức là để chinh phục 8, 9, 10 ấy. Và một khóa nữa đó chính là khóa thần tốc để luyện đề. Đấy, thần tốc để luyện đề nhá. Các bạn lưu ý rõ cho thầy như thế. Và cả ba khóa này thì đều nằm trong khóa đó chính là live VIP của thầy. Live VIP của thầy. Và bạn nào mà đăng ký khóa live VIP trong buổi tối ngày hôm nay thì các bạn được dồn vào tất cả ba khóa này. Dồn vào tất cả ba khóa này nhá. Mà các bạn nhớ rằng lưu ý rằng là khóa vận dụng cao đáng lẽ ra là phải thi mới được vào. Thi mới được vào. Nhưng nếu bạn nào mà đăng ký trong tuần này, tức là ngày hôm nay và ngày mai là ngày mùng 8 tháng 3 ấy, thì các bạn được dồn vào tất cả ba khóa đúng không ạ? Và ngoài ra, mỗi một bạn thầy đều lì xì cho các bạn là 300k trên một bạn, được chưa? Đấy, kể cả nam hay là nữ, nếu như bạn nữ mà có crush để chúng ta cùng đăng ký thì là càng tốt. Ok chưa? Đây chính là cái món quà mà thầy muốn dành tặng cho tất cả các bạn, đặc biệt là phái nữ của chúng ta trong ngày mùng 8 tháng 3. Đấy, chúng ta có thể dồn vào học với thầy luôn nhá. Thầy nhắc lại một lần nữa đó chính là gì? Nếu như bạn nào đăng ký trong ngày hôm nay, đấy đúng không ạ? Thì các bạn sẽ được dồn vào tất cả ba khóa này các bạn này, dồn vào học được tất cả ba khóa luôn. Và lịch học của chúng ta đó chính là thường thường là vào tối thứ tư nhá, tối thứ tư này, tối thứ sáu và tối chủ nhật. Đấy, được chưa? Còn một số buổi phụ trợ khác có thể là vào tối thứ hai, thầy có thể phụ đạo thêm cho các bạn. Đấy, được chưa? Các bạn nhớ rõ nhá. Và mỗi một bạn đều được thầy tặng lì xì là 300k. Đấy, nếu như đăng ký khóa học trong ngày hôm nay và ngày mai. Được chưa? Ok, 900 bạn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhá. Cảm ơn các em. Ok. Rồi, vận dụng cao với luyện đề khác nhau ạ. À, khác nhau chứ. Luyện đề tức là chúng ta sẽ live stream để chúng ta chữa. Mỗi một đề nó chỉ là 50 câu cơ mà các bạn. Đúng không ạ? Đề thi thử Trung học phổ thông quốc gia hay là đề thi thật chúng ta vẫn biết rằng là nó có 50 câu. Và trong khóa luyện đề của chúng ta là thầy sẽ giải chi tiết cho các bạn về 50 câu đấy. Đấy, đúng không ạ? Trong từng chi tiết một là thầy đều giải chi tiết hết. Còn về khóa vận dụng cao tức là chúng ta mỗi buổi sẽ chữa tầm khoảng 15 cho đến 20 con thôi. 20 con gọi là hay nhất hay khó nhất của toàn bộ một đề. Đấy, đó chính là khóa vận dụng cao, nó khác biệt luôn nhau các bạn nhá. Ok chưa? Ok, gần 1.000 bạn rồi.
Bạn nào mà muốn đăng ký thì sau buổi livestream này thì các bạn inbox trực tiếp cho thầy hoặc inbox cho cô Ngọc Anh để chúng ta đăng ký. Nhớ nhá, mỗi một bạn là được tặng lì xì 300k. Đấy, khóa gốc của chúng ta là 1.200.000 đúng không ạ? 1.200.000. Đấy, nhưng bạn nào đăng ký trong ngày hôm nay và ngày mai, tức là trước ngày 8 tháng 3 thì chỉ còn lại 900k trên một bạn thôi. Đấy. Được các bạn, 900k trên một bạn, nhưng các bạn được dồn vào tất cả ba khóa này học với thầy luôn. Đồng ý không ạ? Ok chưa? Rồi, nào gần 1.000 bạn rồi. Gần 1.000 bạn rồi đúng không ạ? Bạn nào đang xem livestream thì chúng ta share nhẹ với thầy một chút nhá. Đẩy lên 1.000 bạn thì quá là đẹp luôn, đúng không ạ? Con số 1.000 là con số rất là đẹp. Hôm nay thầy sẽ tổng ôn lại cho tất cả các bạn luôn nhá. Đề này thì chúng ta có tổng cộng là 25 con. Đấy, thầy đã có file các bạn đã nói trước rồi đấy. Được chưa? Đấy, có đầy đủ tất cả các dạng luôn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn các bạn nhá. Bạn nào đã sẵn sàng rồi thì chúng ta comment số 1 xuống dưới cho thầy xem nào. Để chúng ta bắt đầu là sẵn sàng. Đấy, chúng ta khô máu luôn. Bạn nào chưa sẵn sàng thì các bạn comment cho thầy số 2. Đấy. Ok chưa? Tiếp tục. Nào. Tiếp tục nhá. Câu số 1 nào, bắt đầu chúng ta sẽ bắt đầu luôn đúng không ạ? Câu số 1. Bạn nào làm ra đáp án nào rồi thì chúng ta có thể là comment xuống dưới luôn nhá. Và sau khi mà chúng ta đã làm hoàn thành xong một cái đề này rồi thì chúng ta tự đánh giá rằng thằng này chúng ta làm được đúng bao nhiêu câu và mình được đúng bao nhiêu điểm thì mình biết luôn. Và mục tiêu trong ngày hôm nay của thầy đó chính là thầy sẽ làm sao đấy để chữa chi tiết cho các bạn để ăn chắc được 9 điểm. Đó mới là cái mục tiêu của thầy đề ra. Đồng ý không ạ? Ok chưa? Gần 1.000 bạn rồi anh em ơi, cố gắng lên. Gần 1.000 bạn rồi. Ok. Câu số 1. Người ta hỏi các bạn là một nguyên hàm của hàm số này là. Đấy, rất nhiều ông bây giờ lấy máy tính nó bấm thì thấy không đánh giá cao, đúng không ạ? Cái này nó chỉ làm trong vòng tầm 30 giây thôi các bạn này. Đấy, và mỗi một câu thì sau khi mà thầy đã làm quen rồi thì sẽ định hình các bạn về thời gian để làm mỗi một câu luôn. Ok chưa? 1.000 bạn rồi. Ok, đã đủ 1.000 bạn. Nào, chúng ta bắt đầu nhá. Câu số 1 là người ta hỏi các bạn tính nguyên hàm của thằng này đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ làm như thế nào đây? Nhớ là chỉ làm trong vòng 30 giây thôi nhá. Nguyên hàm của x nhân căn bậc 2 của 1 cộng x bình, đúng không ạ? Dx. Đấy, thì cái này rõ ràng nó rất là quen thuộc, nhưng thầy không khuyến khích các bạn đặt đâu. Nếu như bạn nào dùng phương pháp đổi biến số và đặt bài này, thực ra thầy không đánh giá cao, bởi vì nó quá lâu và quá lằng nhằng, đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ dùng theo phương pháp gì các bạn nhỉ? Phương pháp đây là phương pháp gì? Là vi phân, đúng không ạ? Các bạn nhìn thấy quen thuộc không? Đấy, vi phân nó rất quen thuộc thôi. Và thầy định hình với các bạn rằng là riêng con này nếu mà đi thi hay là kiểm tra gì đấy, nó cũng chỉ làm trong vòng 30 giây thôi. Và chúng ta sẽ làm thầy như sau. Các bạn chú ý này. Căn bậc 2 của 1 cộng x bình đúng không ạ? Thì có phải là bằng 1 cộng x bình tất cả mấy? Mũ 1/2. Đấy, các bạn nhớ nhá. Căn bậc 2 thì là mũ 1/2. Căn bậc 3 thì là mũ 1/3, thì cái đấy không bàn cãi rồi đúng không ạ? Còn cái x này các bạn này, x này chắc chắn là chúng ta phải đưa vào trong d, và thầy sẽ làm sao đấy để xuất hiện đó chính là một cái giống y xì thằng này. Tức là d của gì nhỉ? Cũng là 1 cộng với x bình luôn. Đấy, đồng ý chưa? Rồi sau đó thì các bạn nếu phá ra thì nó là còn lại 2. Thì chúng ta phải thêm bớt ở ngoài này là thêm cho 1/2. Đây được gọi là phương pháp vi phân. Đấy, nếu như bạn chưa hiểu vì sao từ trên nó biến đổi xuống dưới thì các bạn làm ngược lại. Đấy, các bạn làm ngược lại chúng ta có thể suy ra trên rồi đúng không ạ? Ok, rất nhiều bạn đúng rồi nhá. Thì sau đó thì các bạn ngầm hiểu rằng là đây chính là T mũ alpha dt. Đấy, thì số mũ phải tăng lên 1 đúng không ạ? Thầy làm luôn nhá. Là bằng 1/2 này. Đấy, 1 cộng x bình các bạn này, đúng không ạ? Chỗ này là mũ 1/2 thì tăng lên 1 thì chắc chắn là mũ mấy? Là mũ 3/2. Và chia chính số mũ đấy, tức là chia cho 3/2 và cộng C. Đồng ý không ạ? Thế thì bây giờ chúng ta có thể đảo ngược lên các bạn này. 1/2 mà chia cho 3/2 thì nó còn lại là 1/3. Đồng ý không ạ? Nhân cho thằng này là mũ 3/2 thì chắc chắn là căn bậc 2. Đấy, được chưa? Căn bậc 2 của gì? Là 1 cộng x bình tất cả mũ 3. Đấy, các bạn nhìn thấy 1 cộng x bình này, tất cả mũ 3. Đấy, và cộng C. Đấy, đồng ý không ạ? Thì chúng ta nhìn phát là chúng ta biết ngay đó chính là đáp án B luôn. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Chỉ mất 30 giây thôi, và phương pháp này là phương pháp vi phân. Thì các bạn cần phải thành thạo hơn cho thầy đối với phương pháp vi phân này. Nó sẽ sử dụng được rất nhiều trong các bài kiểm tra, đặc biệt là bài thi. Đấy, chúng ta không phải đổi biến, không phải đặt đúng không ạ? Mà các bạn vi phân có nghĩa là đưa ra đưa vào đấy. Đấy, và mục tiêu của chúng ta là phải xuất hiện một thứ ở trong D, nó sẽ xuất hiện giống y xì thằng này các bạn này, là bắt buộc phải xuất hiện là 1 cộng x bình. Đồng ý không ạ? Ok chưa? File đề đã để ở trên rồi các bạn nhá. Đó chính là câu số 1. Các bạn nhớ nhá, chắc chắn câu số 1 này chỉ làm trong vòng 30 giây thôi. Tương tự câu số 2 nào. Câu số 2. Đấy, câu số 2 các bạn nhìn thấy chưa? Thấy câu số 2 chưa? Xác định các giá trị của A, B, C sao cho F lớn X bằng thằng này là một nguyên hàm của hàm số này trong khoảng từ 1/2 cho đến giữa vô cùng. Đấy, các bạn đọc đến lướt qua và các bạn có thể suy ra cho thầy rằng là gì các bạn nhỉ? Nguyên hàm của FX dx thì chắc chắn là bằng f lớn của x đúng không ạ, và cộng với c. Đấy, đây chính là cái công thức
định nghĩa về Nguyễn Hàm. Và từ đấy thì các bạn cũng có thể suy ra cho thầy một điều chắc chắn rằng là cái thằng f lớn x mà phẩy, tức là tính đạo hàm của thằng này này, thì nó chính là ra bằng gì? Là ra f nhỏ x. Đấy, đây chính là cái định nghĩa về cái nguyên hàm, thì các bạn nắm được rồi đúng không ạ? Đạo hàm của thằng f lớn x thì chắc chắn là ra thằng f nhỏ x. Đấy, đây chính là công thức. Thế thì bây giờ các bạn phải làm như thế nào đây? Có hai cách. Một là các bạn tính thằng này ra, tính nguyên hàm của thằng này ra, sau đó các bạn đối chiếu, sau đó chúng ta tìm ra cái hệ số ABC. Đấy, đúng không ạ? Và cách thứ hai là các bạn sẽ sử dụng thằng này thôi. Đấy, các bạn tính đạo hàm thằng này ra các bạn này. Đấy, rồi sau đó đối chiếu để chúng ta tìm ra các hệ số ABC. Đúng không ạ? Và thầy có như cho các bạn như sau. Ở đây nhá, f lớn x các bạn nhìn thấy này, là thằng này đúng không ạ? Tất cả đạo hàm thầy chỉ cần tính đạo hàm thằng này thôi nhá. Thì thầy có như sau. Ở đây là ax bình đúng không ạ? Cộng với bx cộng c đóng ngoặc lại nhân cho gì? Căn của 2x trừ 1. Đấy, đóng ngoặc tất cả lại và tất cả phẩy đúng không ạ? Đấy, tất cả phẩy. Nó sẽ có dạng là a nhân b tất cả phẩy thôi. A nhân b tất cả phẩy các bạn này. Công thức này chúng ta đã biết rồi đúng không ạ? Thì bằng a phẩy b này và cộng với b phẩy a. Đấy, thì các bạn xem thằng này nó chính là a này, thằng này nó chính là b này. Đấy, đồng ý không ạ? A phẩy của thầy nó chính là bằng 2ax luôn các bạn này, cộng với b nhân căn bậc 2 của gì? 2x trừ 1. Đấy, được chưa? Đây là a phẩy b cộng với b phẩy a. B phẩy đây chúng ta phải hiểu đó là công thức tìm căn u, đúng không ạ? Căn u tất cả phẩy thì bằng u phẩy chia gì? Trên 2 căn u. Đấy, được chưa? Và đây các bạn nhầm luôn cho thầy rằng là u phẩy bằng 2 nhá. 2 chia 2 là hết đi đúng không ạ? Tức là nó chỉ còn lại là gì? Nó chỉ còn lại là 1 phần căn của 2x trừ 1, đồng ý không ạ? Nhân cho ax bình. Đấy, vẫn cộng bx và cộng c như bình thường như thế. Đấy, được chưa? Và đến đây các bạn chỉ cần quy đồng lên thôi, chỉ có việc tính toán thôi các bạn nhá. Các bạn tính toán giúp thầy xem nào. Ở đây thì nếu như thầy quy đồng thằng này lên thì mẫu thức chung của thầy vẫn là căn của 2x trừ 1, đó là điều chắc chắn đúng không ạ? Sau đó thì nhân thằng này vào với nhau thì thầy sẽ có là như sau. Nhân cái này lại với nhau nhá. Mẫu thức chung các bạn quy đồng lên này, mẫu thức chung là căn bậc 2 của 2x trừ 1 này thì nhân vào nó chính là bằng gì đây? 2ax đúng không ạ? Cộng b nhân cho 2x trừ 1. Đấy, cộng với ax bình cộng với bx và cộng c. Đấy, được chưa? Thì các bạn nhân phá ra chúng ta có nhá. Thằng này là bằng mấy nhỉ? 4ax bình. Đấy, cộng với 2bx đúng không ạ? Trừ đi 2ax trừ b. Được chưa? Cộng tiếp tục cho thầy đó là ax bình này cộng bx và cộng c. Tất cả cũng chia cho căn như thế là 2x trừ 1, đồng ý không ạ? Sau đó các bạn nhóm lại cho thầy thôi, nhóm lại này. Chúng ta có 4ax bình mà chỗ này có ax bình thì là bằng mấy? Là bằng 5ax bình. Đúng chưa? Tiếp tục. Chỗ này là 2bx, chỗ này là 1bx nữa là bằng 3bx mà chỗ này là trừ 2. A thì suy ra là cộng với 3b trừ 2a nhân x, đồng ý không ạ? Và trừ b cộng c. Đấy, trừ b cộng c các bạn nhé. Chia cho căn bậc 2 của 2x trừ 1 thôi. Thì sau đó chúng ta tìm ra kết quả rồi đúng không ạ? Tìm ra kết quả rồi thì chúng ta sẽ đối chiếu với cho thầy cái fx này. Đấy, là 10x bình các bạn này. Là bằng 10x bình này, đúng không ạ? Trừ 19x và cộng 9. Tất cả cũng chia cho căn của 2x trừ 1 như thế. Và chắc chắn là chúng ta đối chiếu thầy các hệ số thì chúng ta sẽ tìm ra cho thầy là ABC. Cụ thể như sau, các bạn nhìn thấy này. 5ax bình mà nó bằng với 10x bình thì chứng tỏ là 5a phải bằng 10, đồng ý không ạ? Vậy chắc chắn các bạn sẽ suy ra a mấy? Là a bằng 2 luôn. Đấy, rất đơn giản đúng không ạ? Tiếp tục này, trừ 3b trừ 2a. 3b trừ 2a nó chính là hệ số đứng x, đúng không ạ? Đứng trước x ở chỗ này thì nó cũng chính là bằng với cả trừ mấy? Trừ 19. Đấy, hoàn toàn tương tự là trừ b cộng c của thầy, là trừ b cộng c của thầy là bằng mấy? Là bằng 9 thôi. Đấy, các bạn giải ra rất bình thường thôi đúng không ạ? Và a thì bằng mấy? A thì bằng 2 này. Thì b mấy? Các bạn thử thay vào đây nhá. A bằng 2 thay vào đây rồi, đúng không ạ? A bằng 2 các bạn thay vào đây là bằng trừ 4 này. Trừ 4 chúng ta chuyển sang bên kia là bằng trừ 15. Thì chắc chắn là b bằng mấy? Là b bằng trừ 5. Đấy, và hoàn toàn tương tự thì chúng ta sẽ tính ra thay vào đây. Thì c bằng mấy? C bằng 4, đồng ý không ạ? Đấy, thì nó là đáp án nào đây? Bằng 4 nha, các bạn phải nhớ là sau khi đã ra đến đây rồi thì chúng ta thay vào thôi, có cái gì đâu. Đấy, bài này nó không khó. Mà bản chất của chúng ta là chúng ta chỉ cần nhớ thầy một cái tính chất, đó là gì? Nguyên hàm của f nhỏ x thì ra f lớn x, thì đạo hàm của f lớn x thì nó ra f nhỏ x thôi, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta sẽ suy ra ngay. Và đó là đáp án nào đây các bạn nhỉ? Nó là đáp án D, đồng ý không ạ? Đây, các bạn nhìn thấy không? A bằng 2 này, B bằng trừ 5 này, đúng không ạ? C bằng 4 này. Đấy, thì chúng ta sẽ suy ra đó là đáp án D. Đấy, các bạn lưu ý nhá, D chứ không phải B đâu các ông nhá. Phải nhìn cho kỹ vào cho thầy. Được chưa? Đó chính là câu số 2. Đấy, các bạn phải tính toán cẩn thận. Bài này nó chỉ là tính toán thôi, còn kiến thức thì nó chỉ còn dựa vào đúng một cái, đó là định nghĩa là nguyên hàm của f nhỏ thì nó ra f lớn. Vậy ngược lại là đạo hàm của thằng f lớn thì nó ra thằng f nhỏ. Đấy, được chưa?
Tiếp tục là câu số 3. Đấy, câu số 3. Đây, câu này nhìn thế thôi nhưng mà nó cũng khá căng đấy. Ông rất ông nhiều bây giờ, nói thật với các bạn là rất nhiều ông chặt cu về cái vấn đề này đây. Chặt cu về câu số 3 này các bạn này. Đó, nhìn thế nó đơn giản đúng không ạ? Nhưng mà có M có N thì nó cũng khá là lằng nhằng đúng không ạ? Ok, chúng ta sẽ chú ý cho thầy câu số 3 thì chúng ta sẽ giải như thế nào đây. Các bạn chú ý này. Tìm các hàng số M và N để cho hàm số này. Đấy, các bạn nhìn thấy hàm số này nhá, đóng khung lại cho thầy. Đó, f nhỏ x bằng m nhân sin pi x cộng n, đồng ý không ạ? Thỏa mãn điều kiện là f phẩy của 1 bằng 2. Và thằng này, đấy thì các bạn nhớ cho thầy này. Nhớ này, nó sẽ có hai cái điều kiện, đó chính là gì? F phẩy tại 1 thì bằng 2, đúng không ạ? Và tích phân từ 0 đến 2 của fx dx thì chính là bằng mấy? Là bằng 4. Đấy, được chưa? Và các bạn hiểu rằng là người ta đang cho các bạn hai ẩn đấy này, đúng không ạ? Các bạn nhìn thấy hai ẩn không? Hai ẩn mà là có hai phương trình thì chắc chắn là chúng ta sẽ giải ra ngay và luôn, còn gì nữa. Đấy, đúng không ạ? Chúng ta chắc chắn là các bạn sẽ giải ra ngay và luôn. Vậy, trong bài này bản chất của người ta là người ta sẽ test thử xem cho các bạn là chúng ta có nhớ công thức tính đạo hàm và công thức tính nguyên hàm hay không. Và fx của chúng ta trong bài này các bạn nhớ này, fx của chúng ta nó rất là dài đúng không ạ? M nhân sin của px, các bạn nhìn thấy này, M nhân sin của gì đây? Px và cộng với n. Đúng không ạ? Đúng chưa? Thế thì chúng ta bắt buộc các bạn phải nhớ cho thầy cái công thức tính đạo hàm của hàm sin và nguyên hàm của hàm sin. Thì thầy nhắc lại các bạn một lần nữa này. Đó là gì? Sin của ax cộng b, đúng không ạ? Tất cả phẩy thì các bạn nhớ luôn cho thầy, thầy nhắc lại cho bạn về công thức trước nhá. Là chắc chắn là bằng gì? Là bằng a, đúng không ạ? Nhân cho gì? Nhân cho cốt của ax cộng b. Đấy, đây chính là đạo hàm của một sin ax cộng b, tức là đạo hàm của hàm hợp của nó đấy, đúng không ạ? Còn một số cái thì các bạn có thể nói rằng là đây là sin u cũng được. Sin u tất cả phẩy thì bạn u phẩy nhân sin u thì cũng được, không có cái gì cả nhá. Nhưng mà thầy muốn viết cái dạng là ax cộng b để thầy đồng nhất với cái công thức tìm nguyên hàm luôn, để các bạn có thể có cách nhìn chúng ta so sánh và chúng ta hoàn toàn có thể nhớ được luôn nhá. Vậy đây là đạo hàm của sin của ax cộng b thì nó bằng thế, còn nguyên hàm của nó là gì đây? Nguyên hàm của sin ax cộng b đấy dx thì chắc chắn là bằng gì các bạn nhỉ? Là nó phải có dấu trừ. Đấy, các bạn nhìn thấy sự khác nhau không hề nhẹ giữa đạo hàm và nguyên hàm rồi, đúng không ạ? Và từ đấy thì các bạn cũng có thể nhớ được luôn, đúng không ạ? Thế bằng mấy? Trừ 1 trên A nhân gì? Nhân cốt của ax cộng b. Đấy, thầy nhắc lại các bạn về công thức rất là quan trọng mà các bạn bắt buộc phải nhớ nhé. Chúng ta có cách nhìn so sánh thì các bạn có thể nhớ được luôn, được chưa? Vậy chúng ta phải giải mã thấy từng điều kiện một thôi. Đề bài người ta cho các bạn là f phẩy tại 1 bằng 2 mà fx của chúng ta là như thế này, đúng không ạ? Thì các bạn tính đạo hàm cho thầy thằng này nào. Chúng ta có f phẩy của x thì chính là bằng gì đây? A trong bài này nó là bằng pi nhá. A nó chính là cái hệ số đứng trước x, thì kẻ ngu thì vẫn biết là A bằng pi thôi, đúng không ạ? A chúng ta có thầy nó luôn, đó chính là bằng gì? M nhân pi. Đấy, M nhân pi, đúng không ạ? Và nhân cho cốt của pi x luôn. Đấy, đây chính f(x). Còn đạo hàm của n thì các bạn nhớ là n là một số thì đạo hàm chắc chắn bằng không đi rồi, đúng không ạ? Vậy các bạn sẽ thay vào thầy này. Người ta bảo f tại 1 thì bằng 2. Đấy, vậy từ đấy các bạn thay cho thầy. Đấy, chỗ nào có x các bạn thay bằng 1 vào nhá, thì thầy sẽ có này. Là m nhân pi mà nhân cho cốt của gì? Cốt của pi là bằng trừ 1. Đấy, thì bằng mấy? Là bằng 2. Và từ đấy các bạn có thể khẳng định cho thầy là cái m của thầy nó bằng gì? Là bằng trừ pi trên pi trên 2. Đấy, đồng ý không ạ? Là bằng trừ pi trên 2 rồi nhá. Đấy, trừ pi trên 2 thì chắc chắn là chúng ta loại thằng nào rồi nhỉ? Trừ 2 trên pi nhá. Trừ 2 trên pi là loại thằng nào rồi nhỉ? À, loại thằng C và thằng D rồi, đúng không ạ? Nó chỉ còn lại đáp án A và đáp án B thôi. Đấy, vậy chúng ta còn một cái nữa là các bạn nhìn thấy là có một cái dữ kiện đó, đó chính là gì đây? Là tìm tích phân, đúng không ạ? À, các bạn chú ý này. Tích phân từ 0 đến 2 của fx, đúng không ạ? Fx tức là thằng này nhá, các bạn thay vào cho thầy như sau. Là m nhân sin của px, đấy, cộng với n, đóng ngoặc lại tất cả gì là dx. Đồng ý không ạ? Đồng ý chưa? Đây là fx còn gì nữa? Thằng này là thằng fx các bạn này, thằng này fx. Đấy, chúng ta đang cần phải tìm tích phân của nó. Thì sử dụng công thức tìm nguyên hàm trước đã, đúng không ạ? À, chúng ta có thầy như sau. Đấy, chúng ta có này. Thầy gửi nhầm PDF rồi, không phải đâu. Nó chỉ là các mã đề thôi, đều giống nhau hết các bạn ạ, nhá. Ok chưa? Chúng ta có nguyên hàm thằng này thì các bạn nhớ luôn cho thầy nhá. A bằng pi này, A bằng pi, M và N là các hàng số, đúng không ạ? Là hàng số thì thầy có luôn, đó chính là M trên pi, đúng không ạ? Nhân 1 trên A mà. Đấy, có dấu trừ đấy nhá, có dấu trừ nữa, đúng không ạ? Nhân cho cốt của px. Đấy, và cộng với gì? Cộng với nx. Đấy, tất cả cận từ gì nhỉ? Tất cả cận từ cận từ 0 cho đến 2. Đấy, các bạn nhớ thầy nhá. Trong công thức này thì cái m và n của chúng ta là các hàng số.
Đấy, các hàng số. Và đương nhiên là thằng pi nó chính là hệ số A rồi. Thì các bạn ốp cho thầy cái công thức này vào nhá. Nguyên hàm của sin thì chắc chắn là bằng trừ cos. Đồng ý không ạ? Rồi sau đó các bạn thay vào thôi. À, các bạn thay vào thôi này, chắc chắn là phải thay cận trên vào nhá và thay cận dưới vào. Đấy, thì cái này nó kệ cho kết quả bằng 4 các bạn nhá. Ra kết quả bằng 4 các bạn này. Đấy, đề bài người ta cho mà. Các bạn nhìn thấy không? Là tích phân từ 0 đến 2 của f(x,dx) bằng 4 này. Và nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta phải tìm gì các bạn nhỉ? Là phải tìm n. Đấy, đúng không ạ? Và trong đó thì m của chúng ta bằng -2 trên b rồi nhá. Các bạn lại thay vào đây. M của thầy nó chính bằng -2 trên b, các bạn thay vào đây nhá. Thì nó sẽ là bằng gì? Trừ với trừ hết luôn đi. Trừ với trừ hết luôn đi nhá. Đấy, và chúng ta có là bằng gì các bạn nhỉ? Là bằng 2 trên pi bình, đúng không ạ? Nhân cos của px và cộng với n nx, đóng cận lại cận từ 0 đến 2. Được chưa? Các bạn thay vào cho thầy nào. Chắc chắn là thay cận trên vào trước rồi. Thầy có này. Thay cận trên vào thì thay 2 vào đây. Cos của 2 pi thì cũng là bằng 1, tức là chỗ này là bằng còn 2 trên pi bình. Đấy, đúng không ạ? Cộng với gì đây? Cộng với 2n là thay cận trên vào đấy. Tiếp tục thay cận dưới vào là trừ gì đây? Thay 0 vào đây. Thì các bạn thay không vào đây đúng không ạ? Cos 0 thì bằng mấy? Là bằng 1. À, chỗ này tóm lại là vẫn là bằng 2 trên pi bình luôn. Đấy, còn thay không vào đây thì bằng 0 nhá. Các bạn tự nhẩm giúp thầy nhá. Thì kết quả là bằng 4. Đấy, đồng ý không ạ? Vậy hai thằng này chắc chắn tiệt tiêu cho nhau. Và các bạn có thể suy ra thầy là 2n bằng 4, vậy n mấy? N bằng 2. Đấy, n bằng 2, đúng không ạ? Xong chưa? M bằng -2 trên pi và n thì bằng 2. Đồng ý không ạ? Vậy nó là đáp án nào đây? Nó chính là đáp án A luôn. Đấy, đồng ý không ạ? Thế bài này nó chính là một cái bài thường thường là chúng ta test cái kỹ năng gọi là tính đạo hàm và tính nguyên hàm trong cùng một bài toán luôn. Đấy, nếu ông nào bây giờ đang yếu sinh lý đối với những cái này thì các bạn nên phải xem lại, bởi vì nó chỉ là công thức thôi. À, nó không yêu cầu chúng ta cần phải tư duy quá nhiều, nhưng nó phải yêu cầu là các bạn cần phải chuẩn chỉ trong cái vấn đề liên quan đến tính toán. Đồng ý không ạ? Nếu sai thằng này thì các bạn nhớ là chúng ta cần phải xem lại luôn. Đấy, đó chính là câu số 3. Tương tự chúng ta sẽ chuyển sang thầy là câu số 4, đúng không ạ? Câu số 4 nhá. Ok, câu số 4 nào. Đấy, file đề này và file đề ở trên caption nó đều giống nhau, nhưng mà nó khác nhau về mã đề thôi. Đây là mã đề 132, ở trên caption là mã đề 209. Thực ra thì các câu đều giống nhau hết nhá. Các câu chúng ta đều giống nhau hết. Đấy, ok chưa? Thầy chữa đề trường chuyên Vinh đi ạ. Ôi trời, trường chuyên Vinh chữa lâu lắm rồi. Còn giờ mình còn hỏi là thầy chữa đề trường chuyên Vinh đi ạ. Chữa lâu lắm rồi nhá, bạn Huyền Lê nhá. Ok chưa? Rồi, câu số 4 nào. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị này là y bằng và không được tính bằng công thức nào sau đây? Không nhá, các bạn nhớ thầy cái từ không này này. Đấy, không được tính theo công thức nào sau đây. Đấy, được chưa? Thì cái này chắc chắn là chúng ta phải nhớ lại cho thầy một chút về cái kiến thức liên quan đến diện tích hình phẳng. Đó chính là S bằng gì các bạn nhỉ? S bằng tích phân từ A đến B, đúng không ạ? Của gì? Trị tuyệt đối f(x) trừ g(x). Đồng ý không ạ? Đóng trị tuyệt đối lại dx thôi. Đấy, đây chính là cái công thức tính diện tích hình phẳng này. Có bạn nào bây giờ mà còn quên công thức này thì nữa thì đúng là xin chịu này. Đấy, đúng không ạ? Nếu bạn nào bây giờ mà còn quên công thức tính diện tích này nữa thì cũng là gọi là xin chịu đấy. Là tích phân từ A đến B và có trị tuyệt đối. Đồng ý chưa? Thì sau đó thì các bạn có thể nhìn vào đây cho thầy này. Nhìn vào đây cho thầy. Đấy, chúng ta hoàn toàn có thể so sánh được nhá. Bởi vì bản chất là trong cái câu số 4 này này, để nói về tư duy và kỹ năng làm bài, tư duy mà cộng với cái phần kỹ năng để chúng ta làm bài, có nghĩa là gì? Nó sẽ có 3 đáp án đúng và 1 đáp án sai. Đồng ý không ạ? Đấy, vậy thậm chí các bạn không nhớ công thức nhưng mà các bạn cũng có thể chọn lựa được cho thầy rằng là thằng nào đúng và thằng nào sai luôn. Đấy, cụ thể như sau, các bạn nhìn thấy này. Ở đây là hai thằng này đều có trị tuyệt đối. Các bạn nhìn thấy không? Đều có trị tuyệt đối và đều có cùng cận là -1 đến 2. Đấy, đồng ý không ạ? Và các bạn nhìn thấy này, x bình trừ đi trừ x bình nó bằng 2x, đúng không ạ? Cái này các bạn thử phá ra cho thầy xem nhá, là bằng 2x bình này. Đồng ý không ạ? Tiếp tục. Chỗ này bằng mấy? Là bằng -2x. Đấy, và -1 -3 nữa thì đúng bằng -4 luôn, có trị tuyệt đối. Đồng ý không ạ? Tức là đáp án A và đáp án D các bạn nhìn thấy không? Đáp án A và đáp án D đều giống nhau, y xì nhau. Thì chứng tỏ rằng là không bao giờ hai đáp án A và đáp án D sai được hết. Bởi vì nếu mà sai thì cả hai cùng sai mất rồi, đúng không ạ? Thì chứng tỏ thằng này A đúng và thằng D của thầy cũng sẽ là đúng. Đấy, ok chưa? Ok chưa? Tức là chúng ta dùng theo phương pháp ở đây là loại trừ. Các bạn không cần phải làm lằng nhằng, mà các bạn cũng có thể nhìn bằng mắt thường là chúng ta có thể đoán ra là thằng nào sai ngay. Đấy, ok chưa? Và hoàn toàn tương tự thì các bạn nhìn thấy rằng là ở chỗ này nó sẽ có hai nghiệm các bạn này. Có trường hợp là A trừ B cộng C bằng 0. Các bạn nhìn thấy chưa? Một phương trình bậc 2 có hai nghiệm, đó là gì? Là -1 và 2. Đấy, các bạn nhìn thấy xét dấu này, -1 và 2. Trong trái ngoài cùng, tức là trong của thầy nó sẽ mang dấu âm, ngoài của thầy nó sẽ mang dấu dương. Tức là
cái tích phân của trị tuyệt đối thì đáng lẽ ra nếu phá ra thì là bằng gì? Nếu phá ra nhá, thì nó chính là bằng tích phân vẫn là trừ 1 đến 2 các bạn này. Vì nó trong khoảng từ 1 đến 2 các bạn thấy không? Chứ khoảng từ trừ 1 đến 2 mà chúng ta vừa xét dấu xong như thế thì nó mang dấu âm. Thì chứng tỏ là chúng ta phải đảo dấu lại đúng không ạ? Thì nó là bằng gì? Trừ 2x bình cộng 2x và cộng 4 dx. Đấy thì nó mới đúng không ạ? Vậy các bạn nhìn thấy cho thầy hai đáp án này, thầy giống nhau chưa? À thì chứng tỏ rằng là cái đáp án B của thầy vẫn đúng. Bởi vì chỗ này là cận từ 2 đến trừ 1 mà chỗ này là trừ 1 đến 2. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Và dấu trừ thì các bạn nhìn thấy rằng là chúng ta có thể vứt ra ngoài được. Tức là câu B và câu này thì nó đều giống nhau hoàn toàn luôn nhé. Chỉ có đổi cận nó thôi đúng không ạ? Các bạn nhìn thấy chỗ này tất cả có dấu trừ đấy không? Thì các bạn vứt ra dấu trừ sau đổi cận thì nó vẫn ra đáp án B nhá. Đấy vậy đáp án sai của chúng ta đó là câu C. Đó, chúng ta chỉ cần nhìn sơ qua thoáng qua là các bạn đã biết được đáp án nào sai rồi. Thậm chí các bạn không cần nhớ công thức. Đồng ý không ạ? Là câu số 4 là đáp án C. Tiếp tục là câu số 5. Câu số 5. À câu này thì dễ rồi đúng không ạ? Câu này thì thực ra thì có thể dùng máy tính mà. Câu này có thể sử dụng được máy tính các bạn này. Casio được đúng không ạ? Bởi vì sao? Người ta cho các bạn là M và N là phân số tối giản. Tức là cái thằng M và N của thầy đều là số nguyên. Đấy đúng không ạ? Thằng này các bạn có thể là bấm máy tính được. Đấy bấm máy tính được. Chắc chắn là chúng ta bấm được. Và bấm như thầy như sau. Các bạn có thể bấm cho thầy như sau này nhá. Bài này thực ra thì có thể làm bằng tay được, nhưng thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn một chút về cái máy tính Casio này để ta bấm được bài này nhá. Đầu tiên các bạn bấm cho thầy cái tích phân thằng này nào. Là x này nhân căn bậc 2 của 1 trừ x. Đồng ý không ạ? Cận từ gì đây? Từ 0 cho đến 1. Đấy các bạn bấm bằng một phát là nó sẽ ra một kết quả. Đấy đúng không ạ? Thầy đã dạy các bạn cách để chúng ta sử dụng máy tính nhá. Sử dụng máy tính ấy, làm tay đương nhiên vẫn làm được rồi. Đấy rồi sau đó các bạn lưu ở bên A. Lưu ở bên A. Đấy các bạn nhìn thấy không? Lưu biển A, tức là kết quả của chúng ta vừa tính xong tích phân thì chúng ta sẽ suy ra thầy rằng là cái M trên N thì nó chính là bằng A. Đấy, đồng ý không ạ? M trên N bằng A. Vậy, tương đương với gì? Thầy sẽ có này, là M chính là bằng A nhân N, đúng không ạ? Tương đương với M thì chính là bằng A nhân N. Đấy, và rõ ràng là trong bài này người ta bảo là M, N là tối giản. Chứng tỏ là M và N là gì? Là chắc chắn là các số nguyên, đồng ý không ạ? Ok chưa? Từ đấy thì thầy sẽ có đó là M trừ A nhân N thì bằng 0. Và đây chính là một phương trình các bạn này. Và một phương trình nữa đó chính là gì các bạn nhỉ? Là cái người ta hỏi các bạn thấy không? M cộng N bằng bao nhiêu? Đấy, chúng ta có M cộng N thì nó chính là bằng kết quả đúng không ạ? Kết quả. Và chúng ta chỉ cần giải hệ cho thầy cái phương trình này thôi. Khi nào nó ra được kết quả nguyên thì đó là đáp án đúng. Ok chưa? Để các bạn hiểu nhá. Đấy, chắc chắn A của chúng ta là số đã biết rồi này. A của chúng ta đó là cái số biết rồi. Đấy, đúng không ạ? Thế chúng ta bấm thôi, bấm một phát là ra nguồn các bạn này. Đây được gọi là giải hệ phương trình để tìm ra hai ẩn nhá. Giải hệ phương trình để tìm ra hai ẩn. Đấy, cái này lấy ra đây là M trừ A nhân N đó là lấy từ phân số tối giản đấy. Còn cái M cộng N đó chính là cái người ta hỏi các bạn này. M cộng N nó bằng số nào trong các số sau? Đấy, đúng không ạ? Tức là chúng ta phải giải hệ phương trình thôi. Và kết quả này nó chính là một trong bốn kết quả này. Thì cái nào ra đúng thì nó là kết quả đúng, đúng không ạ? Các bạn bấm cho thầy nhá. Mốt mấy đây? Mốt 9 đúng không ạ? Hệ phương trình là bấm 1 này và bấm số 2. Đấy, được chưa? Các bạn cứ xem như thầy là M và N nó chính là hai ẩn x và y. Thì chúng ta có này, ở đây A và 1 này. Đấy, B của thầy nó chính là trừ A. Đấy, trừ A bằng, được chưa? C của thầy nó chính là bằng 0. Đấy, cái phương trình đầu chắc chắn là luôn luôn cố định rồi. Còn phương trình dưới thì các bạn nhìn thấy là 1 bằng 1 bằng. Và cái thằng này là kết quả đúng không ạ? Chúng ta thử bấm thôi. Chỗ này trừ 11 đúng không ạ? Các bạn bấm thấy nhá, trừ 11 bằng. Đấy, nó ra kết quả nguyên thì nó mới đúng. Vậy thằng này chắc chắn là loại đi đúng không ạ? Thằng này loại đi này. Đấy, được chưa? Tương tự chúng ta cũng có thể kiểm tra được cho thầy. Nhưng mà nhớ là chỉ thay mỗi cái thằng cuối cùng thôi. Thay ra mỗi thằng kết quả này các bạn này. Đấy, đúng không ạ? Các bạn bấm cho thầy nhá. Chỗ này 15 bằng mấy nào? Cứ ra số nguyên là mới được. Nhớ là bắt buộc phải ra số nguyên nhá. Còn không ra số nguyên thì không được. Đấy, ra số nguyên bởi vì đã bảo là M, N là tối giản rồi mà. M, N là phân số tối giản. Thì chứng tỏ là M và N nó đều là nguyên, chứ không phải là phân số hữu tỉ. Suy ra chúng ta bấm ra mà x và y của chúng ta là lẻ là sai ngay. Đấy, được chưa? Tương tự nào. Tương tự. Thế các bạn thử thầy là thằng C, thằng B cũng loại đi rồi nhá. Thằng C đây bằng mấy đây? Thay cái cuối cùng là bằng 4 bằng đúng không ạ? Đấy, nó vẫn loại luôn. Đấy các bạn nhìn thấy lẻ không? Thì chắc chắn nó là đáp án D thôi. Đấy, đáp án D đúng không ạ? Không tin các bạn thử thầy đáp án D nhá. Đáp án D xem nào. Ở đây là mấy đây? Là mừng 19 đúng không ạ? 19 bấm bằng một phát là chúng ta suy ngay. À, số đẹp không? À chỗ này là 4 đúng không ạ? Và 15 này, số đẹp này, lấy nguyên chưa? Quá nguyên là đáng khác đúng không ạ? Bấm máy tính là xoay ra ngay. Đó chính là đáp án D. Và đa số những bài mà nó có hai ẩn mà đã ra số nguyên thế này thì nó làm theo kiểu hệ phương trình. À, hoặc là dùng mốt 7 nó đều làm được hết. Và chúng ta có thể là support Casio thì nó sẽ ok hơn đúng không ạ?
Đó, được chưa? Đó chính là câu số 5 là đáp án D. Mất chỉ mất tầm mấy giây thôi là chúng ta bấm được thôi. Ở đây thì thầy vừa giảng giảng có bạn thì thằng ra là làm lâu thôi. Nhưng mà nếu làm bằng thao tác mà thầy đã quen rồi thì thầy chỉ làm khoảng tầm khoảng 15 giây thôi là thầy biết được đáp án nào đúng luôn. Đấy, chắc chắn các bạn nhìn thấy nó bá đạo chưa, đúng không ạ? Cực bá luôn. Tiếp tục là câu số 6. Đấy, tiếp tục là câu số 6 nhá. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số này. Trục tung và tiếp tuyến của gì đây? Tiếp tuyến tại điểm có hoành độ là thỏa mãn y2' bằng 0. Các bạn nhìn thấy đề chưa? y2' bằng 0 thực ra nó chính là điểm 4 luôn. Giống như ngày xưa chúng ta học ấy, là tìm điểm 4 có nghĩa là tìm ra cho thầy cái gì nhỉ? Nghiệm của y2'. Đấy, được chưa? Các bạn đọc xong đề các bạn lướt qua này, thằng này nó chỉ là cho một hàm số thôi. Đấy, đúng không ạ? Được chưa? Thế thì bây giờ các bạn có thể suy ra luôn cho thầy là gì đây? Chúng ta có thể suy ra luôn cho thầy này. Cái này thì thực ra thì nó cũng chỉ là hỏi về công thức thôi, nhưng các bạn cứ phải làm cho thầy là nhanh. Đấy, rất nhiều bạn, đúng rồi, bạn Đặng Quốc Lễ này, bạn họ và tên này, đấy, toàn là những bạn học sinh lớp VIP của thầy thôi. Làm rất là nhanh luôn. Các bạn nhìn thấy không? Bá đạo cực luôn. Đấy, được chưa? Thì chúng ta chú ý cho thầy rằng là gì? Khi người ta cho các bạn là hàm số y bằng x mũ 3 mà trừ 6x bình và cộng với 9x. Thế thì bây giờ các bạn phải tìm ra cho thầy cái y2' bằng 0 để tìm bằng nghiệm trước đã. Bằng cách là các bạn phải tính đạo hàm trước, đúng không ạ? Người ta gọi là đạo hàm cấp 1. Thì các bạn chú ý bằng mấy nhá? Bằng 3x bình này trừ cho gì? Trừ cho 12x này, đúng không ạ? Và cộng 9. Đấy, được chưa? Rồi sau đó các bạn tính cho thầy đạo hàm cấp 2 một lần nữa, đó chính là bằng 6x trừ 12 và chúng ta cho bằng 0 thì các bạn sẽ tìm ra ngay và luôn cho thầy. Đó chính là x bằng 2. Và cái này nó được gọi là hoành độ tiếp điểm thì nó đóng vai trò x0 trong cái phương trình tiếp tuyến luôn. Đấy, được chưa? Sau đó các bạn thay x0 vào đây. Đấy, để tìm ra y0 và tìm ra f' tại x0 luôn nhé. Các bạn thay vào cho thầy xem nào. Thay vào cả hai cái trên. Đấy, các bạn thay vào cho thầy xem nhá. Thì y0 bằng mấy đây? Thay x0 vào đây thì nó bằng gì? y0 nó bằng 8 này, đúng không ạ? Trừ cho 24 này, đồng ý không ạ? Và cộng với 18 thì các bạn nhìn thấy không mấy nhỉ? Chỗ này là bằng trừ 16 cộng 18 là bằng 2. Đấy, tương tự cái thằng y phẩy tại 2 bằng mấy? Y phẩy tại 2 tức là thay x0 bằng 2 vào đạo hàm. Thì các bạn tính nhầm nhá. Chỗ này mấy? Trừ 12 cộng với trừ 24 đúng không ạ? Cộng 12 trừ 24 mà trừ 9, cộng 9 tức là bằng trừ 3. Đấy, được chưa các bạn? Tức là phương trình tiếp tuyến của chúng ta cần phải viết nó ra luôn luôn có dạng là gì các bạn nhỉ? Y bằng f phẩy tại x0 nhân x trừ x0 và cộng y0. Các bạn nhớ thấy cái phương trình tiếp tuyến này chưa? Bạn nào bây giờ mà còn quên cái này thì các bạn xác định là chặt cu luôn đi nhá. Không thể sai được luôn. Đây là phương trình tiếp tuyến đã học ở lớp mực gọi là chương 1 rồi. Đúng không ạ? Trong đó f phẩy tại x0 là gì? Được gọi là hệ số góc. Đây các bạn nhìn thấy tìm ra bằng trừ 3 này. y0 nó chính là gì đây? Bằng 2. y0 thì bằng 2 nốt. Các bạn thay vào đây, chúng ta sẽ suy ra được cho thầy cái phương trình tuyển có dạng là gì? Y bằng trừ 3, đúng không ạ? Nhân x trừ 2 và cộng với 2. Đấy, đồng ý không ạ? Đồng ý chưa? Vậy nó bằng với gì nhỉ? Bằng trừ 3x và cộng với 8. Đấy, các bạn nhầm ra nhanh nhá. Đấy, đó là cái phương trình tiếp tuyến chúng ta làm ra thôi, đúng không ạ? Và sau khi tìm ra phương trình tiếp tuyến đúng rồi thì toàn bộ cái phần này nó ra 99% là nó sẽ ra ngay. Đó, 99% là nó sẽ ra ngay. Đấy, được chưa? Cụ thể như sau, các bạn chú ý này. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi cái đồ thị hàm số này với cái đó chính là tiếp tuyến, đúng không ạ? Mà chúng ta vừa tìm xong tiếp tuyến đây là chính là gì đây? Là trừ 3x cộng 8. Thì chỗ này là chính là trừ 3x cộng 8 các bạn này. Đấy, được chưa? Bảo tính diện tích hình phẳng. Đấy, diện tích hình phẳng tạo bởi dựa gì nhỉ? Là đồ thị hàm số này với cái đường thẳng này đây. Đấy, được chưa? Thì nếu như bạn nào bây giờ mà đã quên cái công thức mà chúng ta cách để chúng ta làm diện tích hình phẳng thì thầy cũng sẽ giải chi tiết cho các bạn như sau. Thực ra thì nếu như ra đến đây các bạn sẽ suy ra đó là đáp án A luôn. Đấy, nếu như suy ra nhanh nhá thì nó là đáp án A luôn. Nhưng thầy sẽ dạy các bạn một cách chi tiết để chúng ta có thể là 100% chúng ta đều có thể hiểu luôn này. Đó là diện tích thì thường thường nó sẽ có hai cái y và hai cái x. Đồng ý không ạ? Trong công thức tìm diện tích của nó thì nó sẽ có hai cái y và hai cái x. Cụ thể là như sau. Đây là người ta cho các bạn một cái y này. Đấy, y bằng x mũ 3 đúng không ạ? Trừ 6x bình và cộng với 9x. Đây là một cái y nhá. Cái y nữa đó chính là y bằng trừ 3x cộng 8. Y bằng trừ 3x cộng 8. Đấy, đây là hai cái y rồi đúng không ạ? Đúng chưa? Thế thì bây giờ chúng ta thấy rằng là nó đứng thiếu đi hai cái x. Thì các bạn có thể bấm máy tính cho thầy. Bấm máy tính cho thầy hai thằng này. Đấy, bấm máy tính cho thầy hai thằng này nhá. Và nó sẽ có một cái x nữa, đó chính là gì các bạn nhìn thấy không? Là trục tung. Trục tung chắc chắn là x bằng 0. Các bạn bấm máy tính, tức là chúng ta phải giải phương trình hoành độ giao điểm bằng 0. Đấy, chúng ta cho hai cái phương trình này bằng 0 với nhau thì nó sẽ tìm ra một nghiệm, đó là x bằng mấy các bạn nhỉ? X bằng 2. Đấy, được chưa? Và đương nhiên là sau khi mà chúng ta đã tìm ra rồi thì nó chính là bằng tích phân từ gì nhỉ? Từ 0 cho đến 2 của trị tuyệt đối của phương trình hoành độ giao điểm đấy. Cụ thể đó chính là bằng gì?
là x mũ 3 đúng không ạ? Trừ 6x bình này. Đấy. Cộng với gì? Cộng với 12x. Đấy, 12x các bạn nhá. Chỗ này là chúng ta chuyển về đổi dấu luôn cho thầy nhá. Là 12x đúng không ạ? Và trừ 8 dx. Đấy, được chưa? Đây chính là phương trình hoành độ giao điểm của chúng ta. Đấy, phương trình hoành độ giao điểm của chúng ta. Các bạn nhìn thấy cho thầy chưa? Ok chưa? Nhưng vì các bạn có thể hoàn toàn xét dấu các bạn này. Các bạn hoàn toàn có thể xét dấu thầy nhá. Là chỗ này chúng ta bấm máy tính ra là nó chỉ có duy nhất một nghiệm thôi. Không tin các bạn bấm cho thầy là mốt gì nhỉ? Mốt 9 này. Đấy, phương trình là bấm 2 đúng không ạ? Và bấm 3 này các bạn giải ra phương trình đi. Có đúng chính xác là có một nghiệm bằng 2 không nhá? 1 bằng này, trừ 6 bằng này. Đấy, rồi đến 12 bằng này đúng không ạ? Và trừ 8 bằng này, các bạn bấm đi. À, nó ra đúng một nghiệm bằng 2 các bạn này. Đúng không ạ? Có một nghiệm bằng 2 và sau đó các bạn xét dấu nó là chỗ này là 2 này. Trong trái ngoài cùng theo kiểu là gì nhỉ? À, nét cuối cùng của nó là đi lên, chứng tỏ là ngoài từ 2 đến dương cuối cùng thì nó là phải là dương. Tương tự chỗ này là nó phải âm đấy. Đấy, và đương nhiên số 0 của nó phải nằm đây. Đúng không ạ? Thì các bạn thấy rằng là trên khoảng từ 0 đến 2 thì nó mang dấu gì? Nó sẽ mang dấu âm. Và đây các bạn vừa xét dấu xong. Rồi đúng không ạ? Chúng ta xét dấu xong rồi thì các bạn khẳng định cho thầy một điều nữa, đó chính là trên khoảng từ 0 đến 2 thì toàn bộ cái biểu thức này nó sẽ mang dấu âm. Đúng không ạ? Thì suy ra là gì? Trị tuyệt đối của nó phải đảo dấu. Phải đảo lại dấu, tức là nó bằng tích phân từ 0 đến 2 của gì? Đảo lại dấu nhá, không phải để nguyên. Nếu để nguyên thì chứng tỏ nó phải dương cơ. Còn đây là nó phải đảo lại dấu thì là trừ x mũ 3 đúng không ạ? Cộng với 6x bình trừ 12x và cộng 8, tất cả là gì nhỉ? À, dx. Đó, đây mới chính là kết quả cuối cùng của chúng ta. Thế nó là đáp án nào đây? À, nó là đáp án C mới đúng cơ nhá. Nó là đáp án C mới đúng cơ các bạn ạ. Đấy, các bạn phải đảo lại dấu chứ, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta vừa xét dấu xong rồi mà. Các bạn cần phải lưu ý với thầy rằng là đối với một tích phân của một hàm số có chứa dấu giá trị tuyệt đối thì phải làm gì? Là các bạn cần phải xét dấu nó. Đấy, xét dấu xem là nó dương hay là nó âm. Đúng không ạ? Các bạn lưu ý nhá. Còn nếu như mà chúng ta chọn đáp án A thì sai rồi. Đáp án A sai nhá. Đấy, lưu ý chưa? Đây chính là xét dấu của một hàm số trị chứa trị tuyệt đối trên khoảng từ 0 đến 2. Chỉ cần dựa vào đúng một cái câu thần chú, đó là trong trái ngoài ngoài cùng thôi nhá. Đấy, hoặc là dùng đồ thị thôi, nét cuối cùng đồ thị là nó sẽ cùng dấu vệ số A, nó tức là nó đi lên này. Được chưa? Đấy, ok chưa? Đấy, ông nào lúc nãy là đáp án A nào? Gọi là khai mau đi. Ông nào đáp án A lúc nãy nào? Thầy chặt cu không phải, lúc nãy thầy chỉ lừa thôi nhá, dắt giờ cú lừa thôi, không phải là thầy làm đâu nhá. Đồng ý chưa? Đấy, đấy các bạn Lê Thị Thu Hiền đã đòi chặt cu thầy rồi đấy. Đấy, thầy lừa thôi nhá. Đấy, chứ không phải là thầy làm thật đâu. Ok chưa? Lại câu 6 của thầy nó là đáp án C. Khẳng định lại một lần nữa luôn là thằng này cũng có rất nhiều bạn sai thằng này rồi này. Và mục tiêu của chúng ta trong đề này là phải là ăn chắc 9 điểm. Vì thế tất cả những câu mà chúng ta đã làm rồi thì các bạn cần phải lưu ý và rút ra cho thầy kinh nghiệm luôn. Đặc biệt là đối với các bài liên quan đến diện tích. Tức là gì? Là tích phân của một hàm số chứa trị tuyệt đối thì phải xét dấu nó. Đúng không ạ? Chúng ta phải xét dấu nó xem rằng là trên khoảng cận từ cận dưới đến cận trên thì nó âm hay dương. Nếu nó dương thì chúng ta giữ nguyên, đúng không ạ? À, và nếu âm thì chúng ta phải đảo lại dấu. Đó là điều tất yếu. Đúng không ạ? Ok chưa? Thầy cười đều. Dắt chỉ cú lừa thôi nhá. Đấy, ông nào lúc nãy mà ấy thì tự động gọi là chặt cú đi nhá. Ok chưa? Tiếp tục là chúng ta sẽ chuyển sang thầy câu số 7 nào. Câu số 7 là xem ông nào làm ra nào. Hàm số nào dưới đây là một nguyên hàm của thằng này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Cái xem thằng nào mà có thằng này có phải là dễ không nhá. Các bạn xem thằng này. Câu số 7 nào. Hóng trực tiếp thầy chặt cu. Mấy ông bậy quá. Đấy, làm mà đúng không ạ? Nó chỉ là vui thôi nhá, đừng có vui quá. Vui thôi đừng vui quá nhá. Tí nữa thì thầy hát cho một bài biết ngay mà. Câu số 7 nào. Câu số 7 nhá. Hàm số nào dưới đây là nguyên hàm của hàm số này? À, cái này các bạn phải chắc chắn là nhớ công thức rồi, đúng không ạ? Cái này chắc chắn là các bạn nhớ công thức. Nhưng nếu những bạn nào tư duy tốt này, đấy, tư duy tốt, đúng không ạ? Thì các bạn có tin là chỉ mất 3 giây để nhìn ra câu nào đúng không? Đấy, tư duy tốt nó chỉ là nhìn lúc mất 3 giây thôi, nó không bao giờ vượt quá 3 giây. Thế mới là gọi là hay lại, đúng không ạ? Thế tại sao thế? Bởi vì các bạn nhìn thế này. Nguyên hàm của trừ 5 chắc chắn là bằng trừ 5x. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Nguyên hàm của trừ 5 chắc chắn là bằng trừ 5x. Tức là thằng này phải loại đi này. Đấy, thằng này cũng phải loại đi. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Nguyên hàm của một số thì phải thêm x vào mà, đúng không ạ? Đấy, tương tự các bạn nhìn thấy không? 1 trên 2 căn x thì nguyên hàm của nó chắc chắn là bằng căn x. Bởi vì chúng ta đã học từ bé lớp 11 này, từ năm lớp 11 của chúng ta ấy, thì có phải đúng là đạo hàm của căn x phẩy thì bằng 1 trên căn 2 căn x. Chuẩn chưa?
căn u tất cả phẩy thì có phải bằng u phẩy trên 2 căn u, chuẩn chưa? Tức là gì? À, thì ngược lại là nguyên hàm của 1 trên 2 căn x thì chắc chắn là bằng căn x. Đấy, tức là chúng ta chỉ mất định hình là mất 3 giây để các bạn có thể suy ra thì đó là đáp án A thôi nhá. Đấy, lưu ý nhá, nó chỉ mất 3 giây thôi. Đấy, nhưng bên cạnh đấy, thầy cũng sẽ nhắc lại cho các bạn về công thức để tìm nguyên hàm thằng này như sau. Các bạn lưu ý nhá. Đó là gì? Là nguyên hàm của 1 trên x dx thì nó chính là bằng len trị thừa đối của x cộng cộng c. Đã nhắc lại nhá, nhắc lại cho thầy cái kiến thức mà các bạn cần phải lưu ý. Tiếp tục, đây chỉ là nguyên hàm của hàm đơn thôi. Chúng ta cần phải nhớ cho thầy nữa, đó chính là cái thằng hàm hợp của nó cơ. Là gì? Là 1 trên ax cộng cộng b dx, đúng không ạ? Cái này các bạn nhớ là đây là hàm hợp của nó nhá. Là thay x bằng hàm bậc nhất của nó thì đó được gọi là hàm hợp thôi. Đấy, đồng ý không ạ? Và nó bằng gì? Là bằng 1 trên A nhân len trị tuyệt đối của A x cộng cộng B và đương nhiên cộng C rồi. Đấy, không phải lăn tăn làm gì cả, đúng không ạ? Đây là vừa thầy vừa giảng kỹ cho các bạn cả mẹo làm bài lẫn giảng kỹ cho các bạn về cái kiến thức mà các bạn cần phải áp dụng trong bài thi nhá. Nhớ nhá, đây là thầy vừa giảng các bạn cả hai đấy. Một là tư duy giải nhanh là chúng ta có thể dùng mẹo, và thứ hai là chúng ta dùng cho thầy cái công thức, đồng ý không ạ? Nhưng các bạn nhìn thấy này, trong bài này là nguyên hàm của 4 phần 1 trừ 3 x. Đây các bạn nhìn thấy này, nguyên hàm của 4 phần 1 trừ 3 x dx, đồng ý không ạ? Thì các bạn phải xác định rõ là trong bài này A bằng mấy. Nếu bạn nào xác định A bằng 1 là chặt cu ngay. Trong bài này A của thầy nó phải là bằng trừ 3. Tức là gì? A là hệ số đứng trước x. Đấy các bạn nhìn thấy không? A bằng trừ 3 đây còn gì nữa. Đấy, vậy thầy có luôn là bằng 4 phần trừ 3. Đấy, đồng ý không ạ? Nhân len trị tuyệt đối của 1 trừ 3 x, đồng ý không ạ? Và cộng C luôn. Thì đó chắc chắn nó là đáp án A luôn, là trừ 4 phần 3 nhá. Ok chưa? Lưu ý cho thầy, đó chính là cái mà thầy vừa dạy cho các bạn là có cả mẹo để chúng ta làm, và thậm chí là chúng ta có cả cách mà chúng ta dùng công thức, đồng ý không ạ? Ok chưa? Đó là câu số 7 nhá. Từ câu số 1 đến câu số 7 có bạn nào sai chưa? Tiếp tục nào, là câu số 8 nào. Câu số 8. Ok chưa? Tính thể tích khối tròn xoay khi quay quanh trục OX của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y bằng cái này với trục khoảnh. Tức là bài này người ta yêu cầu các bạn là tính thể tích của một hình giới hạn bởi đồ thị hàm số y bằng x, đúng không ạ? Nhân cho 4 trừ x với trục khoảnh. Thì các bạn nhớ trục khoảnh là gì đây? Là y bằng 0 đấy, đúng không ạ? Thì các bạn nhớ rằng là riêng thằng này thì nó phải có công thức. Và công thức ở đây nó chính là V thì bằng gì? Là bằng Pi, đúng không ạ? Tích phân từ A đến B của S bình X, đồng ý chưa? Trừ G bình X. Đã, trừ G bình X, nhưng mà trong bài này GX bằng 0 luôn. Thì các bạn đỡ phải lắp vào cho nó lằng nhằng. Được chưa? Được. Đấy, lưu ý nhá, đó là cái công thức rồi, đúng không ạ? Nhưng trong bài này chưa có A và chưa có B đâu. Đã, chưa có A, chưa có B, tức là chưa có cận ấy. Thì các bạn có thể giải phương trình hoành độ giao điểm nó ra. Đấy, các bạn nhìn thấy X nhân 4 chữ X bằng 0 luôn, đúng không ạ? X nhân 4 chữ x bằng 0 thì các bạn sẽ suy ra ngay x bằng mấy? X bằng 0 và x bằng 4. Đấy, vậy suy ra thể tích của chúng ta cần tìm là các bạn ốp trực tiếp vào cho thầy công thức là tích phân từ gì? Từ 0 đến 4 có pi, đồng ý không ạ? Nhân cho cái gì? Nhân cho cái thằng này bình phương. Đấy, tức là x nhân cho 4 trừ x, đồng ý không ạ? Tất cả bình đấy và dx. Đấy, được chưa? Sau đó thì các bạn ốp trực tiếp vào cho thầy toàn bộ cái này bấm máy tính hết. Nhưng mà khi bấm máy tính thì các bạn không cần phải bấm pi đâu. Không cần bấm pi đâu. Chỉ bấm được ra kết quả, sau đó thì lấy kết quả để nhân cho thêm pi thôi nhá. Thì đó là đáp án nào đây? Đó chính là đáp án D. Đấy, rất nhiều bạn đúng rồi nhá. Các bạn tự bấm máy tính nhá. Thằng này là bạn bấm được rồi, đồng ý không ạ? Lấy máy tính ra bấm thì nó ra thôi. Có gì đâu, đúng không ạ? Nhiều ông bây giờ đang còn E với A nữa, mệt đâu nhá. Tiếp tục là câu số 9. Câu số 9 nhá. Nào, tích phân từ A đến D của fx bằng 5 và tích phân từ B đến D của fx dx thì bằng 2. Và cái người ta hỏi đó chính là tích phân từ A đến B bằng bao nhiêu. Đó, A đến B bằng bao nhiêu, đúng không ạ? Thì các bạn nhìn thấy rằng là trong bài này D của chúng ta đó chính là nó nằm giữa cái A và B, tức là nó có cái công thức gọi là công thức nối cận. Các bạn nhớ thầy cái cách để chúng ta nối cận là gì nhỉ? Là từ A, đúng không ạ, đến gì? A đến D thì cộng với nối cận ở đây nó chính là cộng với D đến B thì chắc chắn là bằng tích phân từ A cho đến B. Đấy, đây được gọi là cái công thức nối cận này. Tất cả nó đều vẫn là fxdx rồi, nhưng mà thầy không thích viết vào thôi. Đấy, đó được gọi là công thức nối cận nhá. Các bạn lấy giấy bút ra các bạn ghi vào cho thầy. Là công thức gọi gì nhỉ? Nối cận. Được chưa? Nối cận nhá. Ok chưa? Thế thì bây giờ các bạn phải hiểu rằng là AD đúng không ạ? Cộng DB tức là cái cuối
của thằng này nó chính là cái đầu của thằng kia. Nó giống như kiểu đánh chéo vậy. Thì nó là thỏa mãn cái công thức gọi là công thức nối cận. Đồng ý chưa? Thế thì các bạn nhìn thấy này, đây là A đến D, mà chỗ này là B đến D. Đã, B đến D chứ không phải là D đến B nhá. Thì chúng ta phải đổi lại dấu. Có nghĩa là cái thằng này các bạn này, cái thằng này này, đấy, các bạn nhớ thầy thằng này nhá, là cận từ B đến D đúng không? Nó ban đầu đang là cận từ B đến D, thì thầy sẽ đổi lại thành là gì? Là trừ cận từ D đến D đến B của Fx. Dx thì vẫn là bằng 2 thôi. Đấy, đúng không ạ? Được chưa? Cho nên là thêm dấu trừ vào nhá. Thêm dấu trừ vào chúng ta đổi cận mà, đúng không ạ? Được chưa? Thì nó là đáp án nào đây? À, các bạn thì thấy đó chính là đáp án A luôn, đúng không ạ? Chỉ cần lấy 5 trừ cho 2, tức là lấy thằng này mà trừ cái này, thì nó chính là ra tích phân từ A đến B luôn. Đấy, các bạn hiểu ý thầy chưa? Nếu như bạn nào chưa hiểu thì thầy sẽ làm chi tiết cho các bạn này. Là gì? Tích phân từ A đến D của Fx Dx, đúng không ạ? Trừ cho gì đây? Thầy lấy hai thằng này trừ nhau nhá. B đến D, đó, tích phân từ B đến D, đúng không ạ? Của Fx này, Dx này. Đấy, mà trừ hai tích phân thì các bạn nhìn thấy là chúng ta có thể đảo lại cận, đúng không ạ? Tức là bằng gì? Từ A đến D của Fx Dx, đúng chưa? Và cộng với gì đây? Chỗ này là dấu trừ nhá, chỗ này dấu trừ đây. Có dấu trừ thì chúng ta có quyền làm mất dấu trừ và đồng thời đổi cận. Cận trên thành cận dưới và cận dưới thành cận trên, được chưa? Tức gọi là đảo cận chứ không ai gọi là đổi cận hết. Đảo cận tức là đảo vị trí cận cho nhau. Đấy, dưới thì lên lên trên, mà trên thì xuống dưới. Đó được gọi là đảo cận, được chưa? Tức là cận từ gì đây? Các bạn nhìn thấy không? Từ B đến D thì nó trở thành là D xuống dưới và B lên trên vẫn là của Fx, D, Dx. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Và đây các bạn nhìn thấy à, nối cận đây được rồi. Và nó chính là bằng tích phân từ A đến B luôn. Đồng ý không ạ? Tức là các bạn chỉ cần lấy số 5 trừ số 2 thì nó ra bằng 3 thôi. Đấy, được chưa? Là câu số 9. Ok chưa? Đấy, thầy dạy kỹ thật đấy đúng không ạ? Đương nhiên thầy phải dạy kỹ rồi các bạn. Tiếp tục câu số 10 nào. Câu số 10. Phép biến đổi cái x bằng 2 sin t. Với t của thầy là nó sẽ chạy trong khoảng cận từ trừ pi trên 2 đến pi trên 2. Tính tích phân này trở thành gì? Ok chưa? Thực ra thì cái này có thể sử dụng máy tính rồi. Các bạn có thể sử dụng máy tính kêu thầy được nhá. Vậy sử dụng máy tính là cái gì đây? Là các bạn bấm ra tất cả 5 cái con tích phân ra. Đấy, bấm tất cả 5 con tích phân ra. Và giả sử con tích phân trên thì các bạn bấm ra nó ra một kết quả là bằng A gì đấy chẳng hạn. Và sau đó các bạn thử cho thầy 4 kết quả này này. Là bấm ra 4 cái tích phân này thôi. Đúng không ạ? Bấm tất cả 4 tích phân này thì cái nào ra giống đáp án ở trên thì đó là đáp án đúng. Đồng ý không ạ? Đấy, nhưng mà hoàn toàn chúng ta có thể làm bằng tay được. Đấy, cái này là các bạn làm bằng tay được nhá. Có nghĩa là gì đây? Giả sử y của thầy nó chính là bằng gì? Là tích phân từ 0 đến 1, đúng không ạ? Của dx chia cho căn bậc 2 của 4 trừ x bình. Thì rõ ràng là bài này chúng ta sẽ dùng phương pháp gì nhỉ? Lượng ra khóa, đúng không ạ? Cái này chúng ta làm rất quen và thậm chí là người ta đã cho các bạn là cách chúng ta đặt đấy các bạn này. Đặt x bằng 2 sin t. Trong đó t của thầy là thuộc đoạn từ trừ pi sin này đến pi sin này. Đúng không ạ? Thì các bạn đặt thôi, đúng không ạ? Lượng ra khóa, cái phương pháp này người ta gọi là phương pháp lượng giác hóa, các bạn chú ý nhá. Lượng giác hóa, đấy, được chưa? Nó vẫn nằm trong đổi biến thôi, nhưng mà nó là con của đổi biến, được chưa? Vậy chúng ta sẽ đặt thầy này, các bạn đặt nhá. Đặt trình tự là nó sẽ ra ngay mà. Là đặt căn bậc 2, đúng không ạ? Đặt, xin lỗi, đặt x bằng 2 sin t. Đấy, đặt x bằng 2 sin t. Sau đó các bạn d lên thôi. Dx của thầy nó chính là bằng d của 2 sin t, được chưa? Và tương tự cái chốt hạ của thầy đó là cái dx bằng 2 nhân cốt t và dt. Đây chính là cái chốt hạ của thầy. Sau đó thì chắc chắn là phải đóng khung lại rồi nhá, được chưa? Nhưng các bạn phải lưu ý thầy là một cái điều mà là bắt buộc các bạn phải làm nữa, đó chính là đổi cận, đúng không ạ? X và t, x của thầy đang chạy từ gì đây? 0 đến 1 thì các bạn sẽ thay vào cái gì đã đặt các bạn này, thay vào đã đặt nhá. Đó, x bằng 0 các bạn thay vào đây thì sin t cũng bằng 0 luôn, vậy t của thầy là bằng 0. Được chưa? Đáng lẽ là không cộng với cả mấy capi thôi, nhưng mà rõ ràng là trong bài này các bạn nhìn thấy rằng là nó bắt buộc là t của thầy nó sẽ chạy đoạn từ trừ pi trên 2 đến pi trên 2, thì chúng ta chỉ cần lấy số 0 là được rồi nhá. Ok chưa? Tương tự x bằng 1 các bạn thay vào đây, 1/2 sin của bao nhiêu bằng 1/2 nhỉ? Là bằng pi trên 6. Đấy, sau khi đổi cận thì các bạn chỉ mất tầm khoảng mấy giây các bạn sẽ suy ra con tích phân trên bây giờ nó là đi theo cận mới. Ở trên các bạn nhìn thấy là cận từ 0 đến 1 thì dưới nó phải là cận từ 0 cho đến pi trên 6. Đấy, được chưa? Dx của thầy này các bạn nhìn thấy không? Dx của thầy nó chính là bằng 2 cos t dt. 2 cos t đúng không ạ? D dt. Chia cho gì đây? Căn bậc 2 của 4 trừ trừ gì đây? Trừ 2 cos t tất cả bình thì nó chính là bằng gì các bạn nhỉ? 4 cos bình t luôn. Đúng không ạ?
xin lỗi, 4 sin bình t nha, sin bình t luôn. Đấy, có căn đúng không ạ? Được chưa? Và nếu như bạn là làm chậm rãi và xúc tích thì các bạn có thể suy ra cho thầy như sau. Nếu làm chậm rãi nhá thì các bạn chú ý này, không vẫn là bằng pin 6. Ở trên tử vẫn là hai cốt đúng không ạ? Hai cốt TDT vẫn giống như thế. Nhưng ở dưới mẫu thì các bạn nhìn thấy rằng là nó đóng lẽ ra nó bằng trị tuyệt đối của hai nhân cốt T. Đấy. Đúng không ạ? Cốt T DT luôn. Được chưa? Bởi vì sao biết? Bởi vì chỗ này nó đưa số 4 ra ngoài thì trong ngoặc các bạn sử dụng thầy về cái công thức lượng giác thì nó chính là bằng cốt bình T. Được chưa? Nhưng trong bài này các bạn nhìn thấy không? Điều kiện của nó là T nó chạy đúng đoạn từ trừ pi trên 2 đến pi trên 2 thì chứng tỏ là cốt của nó luôn luôn dương. Mà cốt luôn luôn dương thì trị tuyệt đối của nó vẫn là bằng chính nó, tức là thầy có quyền là hai thằng này bỏ cho nhau được, đúng không ạ? Và nó bằng tích phân từ 0 đến pi 6 thôi. À, của DT luôn. Được chưa? Được chưa? Thì nó chính là đáp án nào đây? Nó chính là đáp án B luôn. Ok chưa? Đó là câu số 10 nhá. Câu số 10. Tương tự chúng ta sẽ chuyển sang thầy là câu số 11, đúng không ạ? Làm rất là chi tiết rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm tốc độ lên một chút các bạn nhá. Câu 11 nào, các bạn nhìn phần sau đó thì các bạn comment đáp án luôn. Ok chưa? Câu số 11 đây. Đã hiểu câu số 10 chưa các bạn ơi? Đó là phương pháp lượng giác hóa nhá, nó cũng khá bình thường thôi. Đó, không có vấn đề gì cả đâu. Nhá. Câu 11 các bạn nào làm ra được rồi không? Ôi giời ơi, bạn Hải lên 11D à? Đấy, có nhiều bạn là CD rồi đấy. Câu 11, úi giời ơi, có nhiều bạn D rồi. Chết rồi, thất bại rồi. Có nhiều bạn sai rồi nhá. Thông báo đấy, có nhiều bạn là sai rồi đấy. Chỉ gọi là thông báo luôn mà ngay đấy. Đồng ý không ạ? Câu 10 máy tính sao vậy? Ôi giời, vừa nói về máy tính rồi mà bấm tất cả 5 con tích phân ra, đúng không ạ? Rồi sau đó thì chúng ta thấy rằng con tích phân nào mà ra đúng kết quả trùng với kết quả ở đề bài thì đó là đáp án đúng. Ok chưa? 11 nó là đáp án nào đây? Ok, rất nhiều bạn đúng rồi, đúng không ạ? Chúng ta có thể là làm theo hai cách. Cách thứ nhất là các bạn có thể là đặt 3x bằng t nhá. Thằng này thì các bạn có thể làm cho thầy như sau. Ví dụ này, con này chúng ta xử lý con này trước bằng cách là chúng ta có thể có quyền, đúng không ạ? À, các bạn đặt cho thầy thằng này là y1 nhá, giả sử thằng này y1 đi. Y1 chúng ta đặt cho thầy này là 3x bằng t. Nếu làm bình tĩnh luôn ấy thì chúng ta có như sau. Nó chính là 3x các bạn đặt bằng t. Đấy, đúng không ạ? Sau đó các bạn suy ra thôi, d của 3x này thì bằng dt này. Đấy, đúng không ạ? Vậy chúng ta suy ra thầy đó là cái dx bằng dt trên 3. Đấy, nếu làm bình thường ấy, làm bình tĩnh rồi tất cả mọi người chúng ta đều có thể học được luôn ấy. Đúng không ạ? Sau đó thì các bạn đổi cận cho thầy nhá, đổi cận này. Là x của thầy là chạy từ 0 cho đến 2 thì t của thầy chắc chắn chạy từ đâu? Từ 0 cho đến 6. Vậy cái con y1 của thầy bây giờ nó sẽ là bằng gì đây? Y1 của thầy nó chính là bằng tích phân từ 0 đến 6, đúng không ạ? Của f3x các bạn nhìn thấy không? F3x này nó chính là ft. Đấy. Đúng không ạ? Dx của thầy nó chính là gì đây? Là bằng dt trên 3. Thì thầy đưa 1 phần 3 ra ngoài nhá. Đúng không ạ? Ở trong thì là dt trên dt luôn. Đúng không ạ? 1 phần 3 đưa ra ngoài rồi mà. Thì cái thằng này đúng bằng 3 không? Đúng không ạ? Bởi vì đề bài nó cho y1 bằng 3 đấy các bạn này. Đấy. Y1 người ta cho bằng 3. Thế thì bây giờ các bạn có thể suy ra cho thầy rằng là tích phân từ 0 đến 6 của ft dt thì chắc chắn là bằng mấy? Là bằng 3 x 3. Các bạn nhìn nhân chéo lên nhá. Thì bằng 9. Đúng không ạ? Và cái này thì các bạn cũng có thể suy ra là tích phân từ 0 đến 6 của fx nhân dx thì cũng chính là bằng 9 luôn. Bởi vì ft dt hay là fx dx thì nó vẫn giống nhau. Chúng ta khẳng định lại một lần nữa thì đó chính là đáp án C. Được chưa? Và đương nhiên là nó sẽ có cái cách làm nhanh rồi. Nhưng thầy đã giảng cho các bạn là để làm sao 100% các bạn đều có thể hiểu luôn ấy. Được chưa? Đấy, vẫn có bạn chặt cu rồi đấy. Có bạn nào mà chọn đáp án D là sai rồi nhá. Các bạn đừng có nhầm lẫn chỗ này nhá. Đấy, đáp án C. Đúng không ạ? Ok. Tiếp theo câu số 12. Câu số 12 nào? Câu số 12 nhá. Tìm thể tích vật thể tròn xoay, đúng không ạ? Thể tích vật thể tròn xoay. Đấy. Khi gì đây? Giới hạn bởi các đường thẳng là thằng này. Đấy, chúng ta nhìn thấy là nó có đủ cả hai cái y và đủ cả hai cái x rồi đúng không ạ? Thì các bạn có thể suy ra luôn cho thầy công thức luôn. Bởi vì v của thầy nó chính là bằng gì đây? Đó là bằng pi đúng không ạ? Tích phân từ a đến b trong bài này thì các bạn nhìn thấy là a và b người ta đều cho hết rồi nhá. Là bằng mấy? Là tích phân từ 1 đến 3 đúng không ạ? Từ 1 đến 3 này. Đấy. Của f bình x trừ g bình x, tức là các bạn nhìn thấy bình phương thằng này luôn nhá. Bình phương thằng này luôn thì các bạn nhìn thấy rằng là nó chính là bằng gì? Bằng x cộng 1 luôn nhá. Chỗ này bằng x cộng 1 luôn. Đấy. Và dx. Đấy, các bạn nhìn thấy cho thầy công thức chưa? Công thức thì đã có rồi nhá, ốp vào thôi. Nhiều bạn hỏi là thế tại sao không phải là bằng trị tuyệt đối? Bởi vì trị tuyệt đối của nó trong khoảng từ 1 đến 3 thì chúng ta biết là nó luôn luôn dương rồi. Đấy, được chưa? Thì các bạn bấm máy tính cho thầy thằng này. Đấy, bấm máy tính thằng này cho thầy.
À, các bạn thử bấm cho thầy xem nhá. Tích phân gì đây? Tích phân từ 1 đến 3 đúng không ạ? Của x cộng 1 đi. X này cộng 1 này đúng không ạ? Đóng ngoặc lại cho thầy. Từ 1 cho đến 3. Đấy, thì các bạn bấm mấy? Bằng 6, tức là thằng này nó chính là bằng 6 pi. Đấy, được chưa? Chúng ta bấm máy tính là chúng ta có thể là bằng 6 pi, chúng ta biết chắc chắn luôn. Bởi vì thằng này nó là công thức. Còn nếu ông nào bây giờ còn yêu sinh lý thì thầy có thể là đưa ra các bạn về công thức luôn này. Là V bằng pi tích phân từ A đến B, đúng không ạ? Trị tuyệt đối của F bình x, đúng không ạ? Trừ G bình x. Đó, đây chính là cái công thức chung cho tất cả mọi bài về tìm thể tích ở dạng 1, là tìm thể tích của khối tròn xoay. Đồng ý không ạ? Và sau đó thì các bạn thay câu tất cả cái thằng này vào đây, chúng ta sẽ suy ra được cái này. Đấy, là bằng 6 pi, đó chính là kết quả cuối cùng của chúng ta, đúng không ạ? Nhưng người ta hỏi các bạn này, một mặt phẳng vuông góc với trục x tại x bằng k. Trong đó k của thầy nó chạy từ khoảng từ 0 đến 3. Chia vật thể tròn xoay thành hai phần có thể tích bằng nhau. Đấy, đúng không ạ? Lúc này chúng ta tìm ra thể tích ban đầu của bài đây. Thể tích ban đầu của chúng ta là bằng 6 pi, các bạn nhìn thấy không? Và bây giờ nó cắt đôi nó ra thì chứng tỏ là thể tích của mỗi phần bằng bao nhiêu? Là bằng 3 pi. Đấy, đúng không ạ? Thì chứng tỏ phải suy ra luôn cho thầy là gì nhỉ? À, cái của chúng ta cần phải tìm đó chính là tìm k. Trong đó thì thể tích của nó đó chính là gì? Tích phân từ 1 cho đến k. Đấy, có pi nhá. V của chúng ta, V mới ấy, là bằng tích phân từ 1 đến k của x cộng 1 và dx chắc chắn phải bằng 3 pi. Đấy. Tại sao bằng 3 pi? Bởi vì chúng ta nhìn thấy rằng là nó chia vật thể tròn xoay thành hai phần, đúng không ạ? Thành hai phần có thể tích bằng nhau. Mà ban đầu của chúng ta có kết quả là bằng 6 pi rồi. Thì chứng tỏ rằng là cái phần sau của thầy nó chính là bằng 3 pi. Đấy, đúng không ạ? Cắt đôi nó ra mà bằng 3 pi. Rồi sau đó các bạn có thể sử dụng máy tính bấm tất cả thử cho thầy bốn giá trị này vào. Thầy ở đây thì cái nào ra bằng 3 pi thì đó là đáp án đúng. Và đương nhiên các bạn có thể triệt tiêu thằng pi này đi ra cho tính dễ này. Đấy, đúng không ạ? Các bạn sẽ bấm nhá. Tích phân từ gì đây? Từ 1 cho đến k, đồng ý không ạ? Của x cộng 1 nhân dx thì phải bằng 3. Được chưa? Ok chưa? Thế sau đó các bạn có thể là suy ra thầy. À, cái này các bạn thử luôn cho thầy này. Thử luôn được nhá. Cái này thử bằng mấy đây? K bằng 3/2 tức là 1/5 đúng không ạ? Các bạn thử cho thầy xem là đúng bằng 3 không? Thằng này bằng mấy? Loại rồi đúng không ạ? 9/8 thì làm sao bằng 3 được? Vậy các bạn đáp án A loại đi này. Được chưa? Tương tự đáp án B nào. Các bạn thử cho thầy nhá. Chỗ này mấy? Là -1 cộng căn 10 đúng không ạ? Đấy, thử luôn. -1 này cộng với gì? Căn 10 này. Đấy, bằng mấy? A bằng 3 luôn các bạn này. Đấy, đúng không ạ? Bằng 3 luôn đấy. Được chưa? Đấy, chắc chắn là thằng này có thể là đúng này. Đấy, nhưng mà các bạn thử nốt thầy đáp án C xem nhá. -1 gì đây? -căn 10. -căn 10 đúng không ạ? Bằng mấy? Thì nó cũng bằng 3, đúng không ạ? 12 thì đáp án C cũng bằng 3. Nhưng mà vì sao? Bởi vì các bạn nhìn thấy là k của chúng ta nó sẽ chạy khoảng từ 0 đến 3 thì chắc chắn thằng này phải loại đi các bạn này. Thằng này âm mà đúng không ạ? Thằng này âm chưa? Thằng này là vì nó âm, suy ra đáp án đúng của chúng ta phải là đáp án B. Đấy, được chưa? Đáp án đúng của chúng ta phải là đáp án B. Còn đáp án C thì chắc chắn phải loại đi rồi, bởi vì nó âm, đúng không ạ? K của chúng ta nó chạy từ khoảng từ 0 đến 3 cơ mà. Ok chưa? Tiếp tục là câu số 13. Câu số 13. Một nguyên hàm của hàm số fx bằng gì đây? X nhân sin x có dạng là cái này. Đấy, có dạng là như thế này, đúng không ạ? Khi đó giá trị của m cộng n bằng bao nhiêu? Đúng không ạ? Dạng của m cộng n bao nhiêu thì bài này chúng ta có thể múa cột được mà. Cái này các bạn nên gì? Là chúng ta múa cột được, đúng không ạ? Múa cột để tìm nguyên hàm từng phân được. Đấy, còn không nữa thì các bạn có thể tính đạo hàm ngược lại thì nó vẫn làm được. Tức là thằng này thì chúng ta nó có hai cách, đúng không ạ? Đấy, có hai cách mà đúng không ạ? Nhưng chúng ta có thể làm với thầy theo cách múa cột. Tức là gì? Chúng ta tìm nguyên hàm của thằng này ra. Nguyên hàm của x nhân sin 2x, đúng không ạ? Dx thì rõ ràng theo đề bài thì nó bằng gì? M nhân x các bạn này, M nhân x đúng không ạ? Nhân cốt của 2x này, được chưa? Cộng với n nhân sin của 2x này và cộng C. Và đương nhiên chúng ta có thể dùng múa cột để các bạn tính ra nguyên hàm thằng này được, đúng không ạ? Và sau đó thì chúng ta đối chiếu thì các bạn tìm ra M và N thôi. Đấy, các bạn nào bây giờ còn nhớ múa cột nữa không? Các bạn nào nhớ múa cột nữa không? Chúng ta có U đúng không ạ? Và cột DV. Được chưa? U và cột DV. Ok chưa? Tương tự, chúng ta có U của thầy nó chính là gì? Nhất lô nhì đa tam lượng từ mũ, tức là U của thầy nó chính là bằng X. DV của thầy nó chính là sin của 2x. Đồng ý chưa? Nhất lô nhì đa tam lượng từ mũ. Ở cột bên trái thì các bạn tính đạo hàm. Cột bên trái thì các bạn tính đạo hàm. Cột bên phải thì các bạn tính nguyên hàm, đúng không ạ? Đạo hàm của x bằng gì? Là bằng 1. Và đạo hàm của 1 thì bằng 0.
Đấy, được chưa? Sau đó các bạn tìm thằng này thôi, đúng không ạ? Nguyên hàm thằng này mấy? Nguyên hàm của sin 2x thì nó bằng trừ 1 phần 2 nhân cốt của 2x. Được chưa? Tương tự, nguyên hàm thằng này các bạn thể bấm một lần nữa là bằng trừ 1 phần 4 nhân sin của 2x. Đấy, cái này chúng ta đã có công thức rồi nhá. Chúng ta đã có công thức rồi. Sau đó chúng ta đánh chéo cho thầy này. Đánh chéo, đúng không ạ? Đánh chéo, đấy. Cuối cùng thì đánh ngang, nhưng mà cuối cùng đánh ngang thì các bạn nhìn không cần viết nữa đâu. Bởi vì nhân nó không mà, đúng không ạ? À, chỗ này là dấu cộng này, chỗ này dấu trừ này, là và chỗ này là dấu cộng. Các bạn nhìn thấy chưa? Vậy thầy gọi cái con nguyên hàm ở trên nó là y đi. Giả sử thầy đặt ở con nguyên hàm ở trên là y, thì chúng ta có thể suy ra thầy là gì nhỉ? Y của thầy nó chính là gì đây? Nhân chéo này. Đấy, chúng ta có luôn nhé. Trừ x trên 2, đúng không ạ? Nhân cốt của 2x, được chưa? Tiếp tục, đây là gì đây? Trừ với trừ thành cộng các bạn này. À, trừ trừ thành cộng luôn nhé. Là cộng với 1 phần 4, đúng không ạ? À, 1 phần 4 nhân sin 2x, 1 phần 4 này, nhân sin 2x. Đấy, và cộng c. Được chưa? Và chúng ta nhìn vào đây, chúng ta so sánh một phát là chúng ta sẽ suy ra luôn, đúng không ạ? Đúng không? Chúng ta nhìn vào đây, các bạn nhìn thấy không? Vậy m mấy? Chúng ta đối chiếu với thằng này, các bạn nhìn thấy này. Mx bằng trừ x trên 2, chắc chắn là m của thầy bằng trừ 1 phần 2. Được chưa? Và tương tự, n thầy mấy đây? N của thầy chắc chắn là bằng 1 phần 4 này, các bạn này nhìn thấy quen không? 1 phần 4. Đấy, và người ta hỏi là hai thằng này cộng lại với nhau thì chắc chắn là bằng mấy? Trừ 1 phần 2 cộng 1 phần 4, đúng không ạ? Người ta hỏi các bạn là m cộng n. M cộng n tức là trừ 1 phần 2 cộng 1 phần 4. Trừ 1 phần 2 cộng 1 phần 4 thì bằng mấy? Trừ 1 phần 4 thôi, đúng không ạ? Và đây chính kết quả cuối cùng của ta, đó là đáp án C. Đó, rất đơn giản, đúng không ạ? Nhưng rõ ràng bài này chúng ta nên múa cột thì nó làm nhanh hơn. Việc mà các bạn đạo hàm ngược lại thì nó lâu hơn. Múa cột thì thầy đã dạy các bạn rất nhiều về vấn đề mà liên quan đến cái nguyên hàm từng phần rồi, đúng không ạ? Nó rất vi diệu và cực kỳ hay luôn, đúng không ạ? Cách cho dấu ở cột U là như thế nào vậy ạ? À, cột U gì? Các bạn lưu ý này, có bạn hỏi, bạn Phương Thư hỏi rằng là cách để chúng ta cho dấu ở cột U như thế nào? Thì các bạn nhớ lưu ý, thằng đầu tiên lúc nào cũng là dấu cộng. Đấy, được chưa? Sau đó đến trừ cộng trừ cộng trừ cộng trừ đan xen nhau, lúc nào cũng thế. Nhưng cái thằng đầu tiên xuất phát của chúng ta lúc nào cũng sẽ phải là dấu cộng, được chưa? Rồi sau đó thì nó đan xen nhau thôi. Còn đánh chéo này để làm gì? Đánh chéo mũi tên này để nhân với nhau, đó là múa cột. Thầy đã làm bạn rất nhiều cái chuyên đề về múa cột liên quan từ phần rồi. Nó rất là đơn giản, nó mạnh hơn rất nhiều so với việc là các bạn đặt UDV, được chưa? Và cái thằng này là làm chắc chắn đúng, làm chắc chắn đúng, được chưa? Nào, tiếp tục nào. Là câu số 14. Câu số 14. Được chưa? Câu số 13 đã ok rồi nhá. Hôm nay chúng ta phải là chắc chắn phải là đạt 9 điểm, đúng không ạ? Thì sau khi mà các bạn làm xong đến tầm khoảng câu 25 thì chúng ta biết là mình là đúng bao nhiêu câu mà. Nào, câu 14 nào. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số. Một thằng trục khoanh y bằng 0 nhá. Hai đường thẳng x bằng 0 và x bằng 1. Ok, cái này thì thầy không nói nhiều nữa mà thầy ốp vào luôn. Là diện tích của thầy là bằng tích phân từ mấy? Từ 0 đến 1 của trị tuyệt đối của hai thằng này trừ nhau là trị tuyệt đối của x mũ 4 trừ 5x bình và cộng 4 đóng trị tuyệt đối lại dx, đúng không ạ? Thì cái này chúng ta nhớ rằng là chúng ta không cần phải là làm lăn tăn nữa mà ốp trực tiếp vào luôn, mà đừng hỏi thầy là tại sao nó ra cái này nữa nhá. Hỏi bây giờ nó lại buồn cười quá. Các bạn bấm cho thầy như sau. Tích phân của nó đó chính là gì đây? Từ 0 đến 1 này. Đấy, được chưa? Của gì đây? Trị tuyệt đối thì trong máy tính 580 các bạn bấm shift abs, được chưa? Shift abs. Đấy, sau đó bấm nhập vào thôi. X này mũ mấy? Mũ 4 này, đúng không ạ? Trừ 5x bình này. Đã nhập vào y xì như thế rồi và cộng 4, bấm bằng một phát là nó sẽ ra ngay nhá. Bấm bằng một phát là nó sẽ ra ngay bằng mấy đây? 38/15. 38/15 thì đó là đáp án nào? Là đáp án D luôn, đỡ phải lằng nhằng, đúng không ạ? Đấy, đến đỡ phải lằng nhằng luôn, bấm một phát là nó ra ngay luôn, đúng không ạ? Còn tại sao ra công thức này chúng ta đã có định lý rồi, đừng hỏi thầy một lần nữa công thức này là lêu ra nhá, được chưa? Tiếp tục câu số 15 nào. Câu số 15, 14 là đáp án D. Đấy, trên YouTube của thầy đã dạy các bạn tất cả mọi cái vấn đề liên quan đến múa cột rồi, nó rất là mạnh, cực kỳ mạnh luôn. Múa cột thì chúng ta là nó giải quyết nguyên hàm từng phần, nó làm rất nhanh. Đấy, kể cả trường hợp là nguyên hàm luân hồi hay là nguyên hàm từng phần hai lần hoặc ba lần chúng ta vẫn sử dụng múa cột, nó cực nhanh, đúng không ạ? 38/15, ok, rất nhiều bạn đúng rồi nhá. Tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang thầy câu số 10, 15. Kết quả nào sai? Đấy, chọn kết quả sai các bạn nhá. Trong các kết quả sau. Đấy, các bạn nhìn thấy bốn đáp án này, đúng không ạ? Có bốn kết quả như thế này. Thì người ta đang hỏi các bạn, ý định của người ta hỏi các bạn là tìm nguyên hàm của thằng nào là sai. Đấy, thì chúng ta phải thử thôi, đúng không ạ?
phải thử thôi. Riêng qua các bạn chưa biết là nó đúng hay sai thì các bạn phải tính ra cho thành nguyên hàm này. Nguyên hàm thằng này là gì đây? Nguyên hàm của cotan bình x dx. Đấy, thì các bạn nhìn thấy cho thầy cách thầy làm như sau. Cotan thì có phải là bằng cos bình x chia cho sin bình x, được chưa? Dx. Được chưa? Và gì đây? Cos bình thì các bạn nhìn thấy là bằng 1 trừ sin bình x rồi. Đấy, chia cho sin bình x đúng không ạ? Dx để sử dụng công thức lượng giác các bạn biến đổi thôi. Sau đó thì các bạn tách ra thành hai cái con, đó là gì? Là 1 trên sin bình x đúng không ạ? Trừ 1. Tất cả đóng ngoặc lại dx. Được chưa? Đây là nguyên hàm của cái cos bình x các bạn nhá. Ok chưa? Đấy, sử dụng công thức lượng giác này. Chả nhẽ bây giờ cũng không biết là đây là cotan thì bằng cos bình trên sin bình nữa à? Cotan x thì bằng cos bình cos x trên sin x đúng không ạ? Đấy, sau đó các bạn tách ra thôi nhá. Và sau đó thì các bạn nhìn thấy rằng là gì? Nguyên hàm của 1 trên sin bình thì bằng gì nhỉ? Là bằng trừ cotan của x. Nguyên hàm của trừ 1 là bằng trừ x và cộng c. Đấy, đúng không ạ? Thì các bạn đối chiếu thằng này, đây chính là kết quả cuối cùng các bạn này. Các bạn đối chiếu kết quả cuối cùng đấy nhá. Thì sau đó thì các bạn sẽ xem thằng này. À, thằng này nó sai luôn các bạn này, thằng này nó sai luôn. Đấy. Các bạn nhìn thấy nó sai ngay vào luôn không? Câu A, chúng ta thử một cái đáp án A thì các bạn nhìn thấy nó sai vào ngay vào luôn. Đúng không ạ? Rất nhiều bạn chọn đáp án D là sao nhỉ? Câu 15 phải là đáp án A chứ. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Câu 15 nó phải đáp án A chứ anh em. Đúng không ạ? Đấy, thầy vừa làm chi tiết ra các bạn này. Nó phải đúng ra là phải là trừ cotan x cộng c cơ. À, trừ x cộng c cơ. Nhá. Đấy, rất nhiều bạn bây giờ vẫn là chọn đáp án D nhỉ? Rất nhiều bạn vẫn bây giờ vẫn là chọn đáp án D. Đấy, các bạn nhìn thấy rõ chưa? Nếu bạn nó thích thì thầy có thể chữa cho các bạn đáp án D luôn. Ồ, cái này thì dễ quá đúng không ạ? Các bạn thích chữa thằng này không? À, thích chữa thì chúng ta có thể chúc luôn. Đúng không ạ? Ok chưa? À, hai file đề lộn xộn làm đáp án lộn hết cả rồi thầy ơi. À, ở file đề trên caption nó là mã 209, còn cái này thực ra thì nó cũng là một đề thôi, nó không có hai đề đâu nhá, nó cũng chỉ là một đề thôi. Nhưng các bạn có thể biết được ngay. Được chưa? Nào, chúng ta thử thầy đáp án D này nhá. Nhiều bạn bảo là D cũng sai mà. Ok, thầy sẽ thử xem là đáp án D có sai không nhá. Nào, chúng ta thử xem là đáp án D có sai không nào. Ok chưa? Chú ý. À, câu D chứ gì? Úi giời, câu D thì chúng ta xúc luôn. Chúng ta có. Đây đúng không ạ? Nhiều bạn bảo là câu D vẫn sai. Thầy sẽ chứng minh các bạn là thằng này nó đúng này. À, chứng minh luôn nhá. Đó, chúng ta có. Đây là nguyên hàm của x bình này, nghe rõ vào này, trên 1 trừ x bình dx, được chưa? Đấy, tính nguyên hàm thằng này thì chắc chắn là các bạn có thêm bớt rồi. Thêm bớt cái gì đây? Thêm bớt 1, có nghĩa là x bình trừ 1 cộng 1, đúng không ạ? Trên cho 1 trừ x bình. Đấy, dx thôi, được chưa? Rồi sau đó thì các bạn có thể dễ dàng tách ra thành gì các bạn nhỉ? Tách ra thành hai cái, đúng không ạ? Cái thứ nhất là trừ 1. Đấy, các bạn nhìn thấy không? X bình trừ 1 trên cho 1 trừ x bình là bằng trừ 1. Tiếp theo là gì? Là trừ cho 1 chia cho x bình trừ 1 luôn. Đấy, tất cả dx. Được chưa? Ok chưa? À thì bây giờ các bạn nhìn thấy là nguyên hàm của trừ 1 đúng bằng trừ x không? Nguyên hàm của trừ 1 đúng bằng trừ x không? Chắc chắn rồi nhá, ngu thì vẫn biết mà đúng không ạ? Nguyên hàm của một số thì chúng ta chỉ cần thêm x vào thôi. Đấy, nguyên hàm của trừ 1 thì chắc chắn là bằng trừ x. Tiếp tục, cái này là có công thức rồi các bạn nhá. Cái này là có công thức rồi đây. Nếu như bạn nào chưa nhớ công thức thì thầy lại nhắc lại thôi. Là nguyên hàm của gì? Dx trên cho x bình trừ a bình thì nó bằng 1 trên 2a nhân len trị tuyệt đối của gì đây? Của x trừ a đúng không ạ? Trên x cộng a. Đấy, được chưa? Chúng ta đã nhớ cho thầy công thức này chưa? Đã nhớ chưa? Đúng không ạ? Lưu ý nhá. Thì chúng ta sẽ thay vào cho thầy luôn đúng không ạ? À, các bạn sẽ thay vào cho thầy luôn nhá. Còn nếu như các bạn bảo là yêu cầu phải chứng minh thì nó rất đơn giản thôi. À, rất đơn giản thôi, các bạn nhớ này. Cái công thức này là công thức nó rất hay dùng. Vậy tại sao để được công thức này thì các bạn có thể có cách, đó là chúng ta có này. Là dx đúng không ạ? Trên x bình trừ a bình thì nó chính là bằng gì? Ở trên, ở dưới thì chắc chắn là bằng x trừ a nhân x cộng a rồi, đúng không ạ? Và trên tử thì các bạn có thể tách ra thành hai thằng trừ nhau. À, có nghĩa là chúng ta có thể là x cộng a này, đúng không ạ? Và trừ cho thằng gì? Là x trừ a. Đấy, dx. Đồng ý chưa? Sau đó thì ở ngoài thì các bạn chia cho 1 trên 2a. Đấy, thêm bớt thôi, đúng không ạ? Thêm bớt, các bạn nhìn thấy cái thằng này quen thuộc không? Quá là quen thuộc luôn, đúng không ạ? Và nó chính là bằng 1 trên 2a. Đấy, nhân len trị tuyệt đối của cái thằng nào đây? Cái trước của chúng ta đó chính là len của x trừ a, đúng không ạ? X trừ a trên cho x cộng cộng a này. Đây, thầy vừa chứng minh các bạn luôn rồi nhá. Đúng không ạ? Và tương tự, chỗ này chúng ta cũng tương tự nhỉ? Chỗ này là bằng trừ này, 1 trên 2a tức là 1 phần 2. Len trị tuyệt đối của gì? Của x trừ 1 trên x cộng cộng 1. Đấy, và
và D và cộng C, đúng không ạ? Các bạn nhìn thấy chưa? Thầy đã chứng minh rất chi tiết và chậm rãi cho các bạn rồi đấy. Cực kỳ chi tiết và chậm rãi luôn. Đấy, đồng ý không ạ? Đồng ý chưa? À thế thì bây giờ chúng ta có thể suy ra này, thằng này là bằng trừ x nguyên chi này. Nhưng chỗ này trừ 1 phần 2 thì các bạn vứt trừ 1 ra bên ngoài. Đấy, vứt trừ 1 lên trên này thì có phải đúng là bằng gì? Cộng 1 phần 2 len trị tuyệt đối của x cộng 1 đảo lại, đúng không ạ? Trên x trừ trừ 1. Đấy, cộng C thôi. Đây các bạn nhìn thấy không? Thế có đúng chưa? Các bạn nhìn thấy đúng chưa? Đấy, đúng rồi còn gì nữa, đúng không ạ? Đấy, xong rồi mà, đúng không ạ? Cái này đúng rồi, còn bảo đừng bảo cái này sai nữa nhá. Thầy làm chi tiết rồi, đúng không ạ? Cực kỳ chi tiết luôn nhá. Chậm rãi và chi tiết. Còn thích nữa làm câu nào thì thầy làm hết luôn. Chúng nào thầy giảng bài cũng là phải chậm rãi và chi tiết, không giảng nhanh, đúng không ạ? Nói thì nói nhanh nhưng không giảng nhanh. Thế mới là hay chứ lại. Được chưa? Bấm máy nào, bấm máy thì vẫn được mà, đúng không ạ? Bấm máy vẫn bấm được hết. Bấm cái nguyên hàm bấm tích phân thì bấm được hết. Nhưng mà thời đại bây giờ thì nó chỉ là dành cho những bài mà có ẩn ABC thôi thì mới bấm thôi. Còn thằng này thì không nên bấm. Thằng nào mà có ẩn ABC ấy, hai ẩn hoặc ba ẩn ấy thì nó mới nên bấm. Còn không nên bấm. Được chưa? Đấy, không nên bấm. Nào tiếp tục nào, câu số 16. Câu số 16 nào. Đấy, còn mấy câu hay nó phải nằm ở phía sau cơ. Chúng ta cứ bình tĩnh nha. Ông nào mà lúc nãy mà chọn đập cả đáp án D thì xác định là lấy cái cu ra đây chặt luôn nhá. Lúc nãy thầy đã nói rất kỹ về cái con này rồi đấy. Đồng ý không ạ? Đã nói rất kỹ được các bạn con này rồi nhá. Và giảng các bạn hai thằng này để các bạn nhìn thấy đấy. Con A làm một phát là biết là thằng này sai luôn, đúng không ạ? Đấy, con A làm một phát là mình biết là con A sai luôn. Đấy, và thầy mới chứng minh các bạn là con D thôi. Còn hai thằng này thì các bạn nhìn thấy là có công thức rồi. Làm được hết nhá. Được chưa? Nào chúng ta sẽ chuyển sang cái câu số 16 nào. 16 thì nó hay hơn nhiều. Chúng ta có này. Tích phân y bằng gì từ 0 đến pi trên 2 của sin x, đúng không ạ? Nhân cos mũ 3 x dx. Đấy, chuyên cho gì? Cos bình x cộng 1. Đấy, thì nó bằng gì? Là bằng m cộng với n nhân len 2. Đấy, được chưa? Thế bây giờ người ta hỏi là m cộng n giá trị bằng bao nhiêu? M cộng n giá trị của nó bằng bao nhiêu? Các bạn nhìn thấy chưa? Ok chưa? Thực ra thì bài này vẫn có thể bấm được máy tính. Các bạn có thích thầy dạy các bạn cách máy tính, bấm máy tính trong trường hợp này không? Đấy, có thích thầy bấm máy tính cho các bạn trong trường hợp này không? Đấy, chắc chắn là bấm được máy tính nhá. Chắc chắn là các bạn bấm được máy tính. Ok chưa? Chắc chắn 100% nhá. Là bấm được máy tính. Được chưa? Casio được. Nhưng thầy muốn dạy các bạn hai cách cơ, còn dạy một cách thì không ăn thua. Bạn nào muốn thầy dạy về Casio thì các bạn comment xuống số 1 xuống dưới cho thầy xem nào. Thầy dạy các bạn cả hai cách luôn, full HD luôn nhá. Được chưa? Cả hai cách luôn, đều dạy các bạn hết chi tiết luôn, tỉ mỉ chi tiết luôn nhá. Cực kỳ chi tiết luôn. Đấy, có thích bấm máy không? Đã bảo là thường thường người ta bấm là bấm cái hai ẩn này các bạn này thì mới bấm này, còn ở trên thì bấm để làm cái gì? Đấy, đúng không ạ? Cái câu như thế này mới là nên bấm. Đấy, được chưa? Và đương nhiên chúng thầy dạy các bạn hai cách nhá. Full HD nào, full HD, đúng không ạ? Full HD luôn. Là có cả hai cách nhá, cách 1 và cách 2. Cách 1 của thầy chắc chắn là dùng bản chất rồi. Đấy. Được chưa? Cách 2 của thầy thì nó chính là dùng Casio. Thầy dạy các bạn cả hai cách luôn nhá. Đồng ý không ạ? Nào anh em cho thầy một like nhẹ nào và một share nào. Thầy dạy các bạn cả hai cách luôn, dùng cả Casio luôn. Đồng ý không ạ? Lúc chúng ta chữa nhưng mà phải chữa chất lượng thôi, chứ không phải là chữa nó biết đáp án này thôi. Thầy không chữa kiểu đấy. Thầy không chữa kiểu đấy đâu. Bảo thầy Thuận chữa chi tiết quá, càng chi tiết càng tốt. Ông nào không học thì đi ra. Đấy, phải làm bằng hai cách cơ. Thế mới hay chứ lại, đúng không ạ? Ok chưa? Nào, chúng ta sẽ chú ý thầy như sau. Cách số 1 nào là dùng bằng tay, đúng không ạ? Dùng bằng tay thì có nghĩa là các bạn nhìn thấy cho thầy này. Thằng này đấy, có thể dùng vi phân cũng được nhá. Dùng vi phân nhưng chúng ta nên dùng bằng phương pháp đổi biến thì nó sẽ nhìn ra nhanh hơn đấy. Cụ thể là các bạn nên đặt cho thầy một thứ. Đổi biến thì phải đặt. Và thầy sẽ đặt cos bình x cộng 1 bằng t. Cos bình x cộng 1 thì đặt bằng t. Sau khi đặt xong thì làm gì? Đó là phải vi phân cả hai vế phương trình lên, đúng không ạ? Cụ thể là d của thằng này này thì nó bằng dt luôn. Đấy, thầy chơi luôn nhá, đỡ phải lằng nhằng. Và d của thằng này thì các bạn nhìn thấy là bằng gì? Là bằng 2, đúng không ạ? Nhân cos x này và nhân cho trừ sin x này và dx thì bằng dt. Đấy, đừng hỏi thầy vì sao nữa nhá. Bởi vì d của một thằng là bằng đạo hàm của nó nhân dx mà. Đúng không ạ? Và cái này thì các bạn có thể suy ra luôn, đó chính là cos x nhân sin x và nhân dx thì nó chính là bằng trừ dt trên 2. Đấy, cái này các bạn nhìn thấy nhanh không? Vừa nhanh nhưng mà nó lại vừa nguy hiểm. Đấy, cos x nhân sin x dx thì nó chính là bằng trừ dt trên 2. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Và nó sẽ là phục vụ cho việc ở trên này các bạn này. Đồng ý không ạ? Và từ đấy các bạn cũng có thể suy ra cho thầy một cái nữa, đó chính là cos bình x thì của thầy chắc chắn là lấy t trừ 1 luôn. Cũng đóng khung nốt với cho thầy luôn nhá. Đóng khung nốt cho thầy những cái gì mà nó quan trọng.
Được chưa? Còn một việc nữa các bạn chắc chắn phải làm, đó là đổi cận x và t. X của thầy là chạy từ đâu? Từ 0 đến pi trên 2. Thì t của thầy nó chạy từ đâu? Các bạn thay vào đây nhá. Thay nhanh vào. Cốt 0 bằng mấy? Cốt 0 thì bằng 1, 1 cộng 1 bằng 2. Ngu thì vẫn biết là bằng 2 này. Pi trên 2, cốt của pi trên 2 thì bằng 0. Đấy, chứng tỏ là chỗ này chỉ bằng 1 thôi. Được chưa? Vậy cái con tích phân ở trên của thầy nó chính là bằng tích phân của chúng ta là bây giờ cận từ 2 đến 1, đúng không ạ? Đấy, các bạn nhìn thấy không? Sin x nhân cốt mũ 3x. Các bạn nhìn thấy không? Sin x nhân cốt mũ 3x thì có nghĩa là phải bắt buộc phải tách thằng cốt mũ 3 thành cốt x nhân cho cốt bình x. Các bạn nhìn thấy không? Đấy, tức là nếu như bạn nào mà yếu sinh lý, các bạn có thể là tách ra cho thầy một bước nữa nhá. Là gì? Thằng này này, các bạn tách ra một chút nữa, đó chính là cái sin x này, đúng không ạ? Nhân cốt x này và nhân cốt bình x dx. Các bạn nhìn thấy không? Bởi vì thằng cốt mũ 3 thì thầy tách ra thành cốt x nhân cốt bình x. Đấy, để làm sao để xuất hiện những thằng như thế này này, đúng không ạ? Được chưa? Rồi sau đó thay luôn nhá. Cốt bình x thì bằng gì? Là bằng t trừ 1. Đấy, t trừ 1 luôn. Đồng ý không ạ? Rồi. Sin x nhân cốt x nhân dx nó chính là cái thằng này đây, là trừ dt trên 2 thì trừ 1/2 thầy đưa ra ngoài nhá. Trừ 1/2 đưa ra ngoài. Dt đúng không ạ? Trên cho gì? Trên cho t luôn. Đấy, bởi vì thầy đã đặt toàn bộ cái mẫu này bằng t rồi mà. Được chưa? Đến đây chả nhẽ không làm được nữa. Đúng không ạ? Đến đây chắc chắn là các bạn làm được luôn. Vậy thầy có luôn này. Trừ 1/2. Đấy, đúng không ạ? Cận vẫn là từ 2 đến 1. Được chưa? T trừ 1 trên T thì chứng tỏ rằng là 1 trừ 1 trên T DT. Đấy, được chưa? Đến đây thì làm được rồi mà. Còn đến bây giờ còn gần 600 đối thủ đấy mà còn không làm được bài này nữa thì vứt rồi, đúng không ạ? Và chúng ta có trừ 1/2. Nguyên hàm của 1 thì chính là bằng T. Nguyên hàm của trừ 1 trên T thì chắc chắn là len trị tuyệt đối của T. Đấy, đúng không ạ? Và cận từ 2 đến 1 thôi. Đấy, rất đơn giản thôi, đúng không ạ? Và các bạn thay số vào thì chắc chắn là biết được luôn. Trừ 1/2 nào. Thay cận trên vào trước. Và thay cận dưới vào sau. Đúng không ạ? Thay cận trên vào thì bằng mấy đây? Thay 1 vào thì nó chính là bằng mấy? Là bằng 1 luôn, đúng không ạ? À, 1/2 nhân 1 luôn. Đấy, được chưa? 1/2 nhân 1 luôn. Tiếp tục. Trừ cận dưới thì trừ thành cộng luôn nhé. Là cộng 1/2. Nào, cận dưới nào. Thay đây. 2 này đúng không ạ? Trừ len của mấy? Trừ len của 2. Đấy, được chưa? Ok chưa các bạn? Thì nó sẽ bằng luôn, các bạn nhẩm luôn chút thầy này. Thằng này mấy? 1 đúng không ạ? 1 trừ cho 1/2 thì bằng 1/2. Đó, trừ 1/2 nhân len của 2. Đây chính là kết quả cuối cùng đây này. Đúng không ạ? Đấy, đây chính là kết quả cuối cùng của chúng ta. Và sau đó thì các bạn sẽ đối chiếu với kết quả đó là m cộng n len 2, các bạn nhìn thấy không? Là bằng m cộng với n nhân len 2. Thì chắc chắn các bạn phải hiểu m của thầy nó chính là 1/2 và n của thầy nó cũng chính là bằng trừ 1/2. Chúng ta so sánh là chúng ta sẽ suy ra ngay, đúng không ạ? Đúng chưa? Thì suy ra là người ta hỏi gì đây? M cộng n thì bằng bao nhiêu? Chắc chắn ngu thì vẫn biết là bằng 0. Đấy, đó chính là cách làm bằng tay và thầy đã dạy cho các bạn về chi tiết rằng đối với bài này chúng ta dùng phương pháp đổi biến và đổi cận thì chúng ta làm ra ngay, đồng ý chưa? Bây giờ thầy sẽ dạy các bạn cách Casio nhá. Casio như sau. Đấy, cách Casio này các bạn lưu ý nhá. Cách Casio thì muốn bấm được cái Casio thì chúng ta phải làm với thầy như sau. Đấy, chúng ta phải làm với thầy như sau nhá. Muốn bấm được cái Casio, bạn nào muốn thầy bấm Casio thì các bạn có thể là chúng ta comment số 1 chỗ dưới nào. Đấy, để thầy sẽ dạy các bạn cách Casio bài này nhá. Ok chưa? Là đáp án B rồi, làm tay ra đáp án B rồi, nhưng bây giờ muốn làm bằng Casio cơ thì chúng ta chú ý cho thầy này. Đầu tiên thì chắc chắn là vẫn phải bấm cho thầy là cái con tích phân này ra rồi, đúng không ạ? Đấy. Đấy, cho em chụp lại đây, em chụp lại đi nhá. Tí nữa thì vẫn thấy được mà, đây là thầy vừa làm hai cách mà gọi là full HD các bạn luôn đấy nhá. Cả làm bằng tay nhưng mà cả dạy bằng máy. Đấy, được chưa? Nào chúng ta bấm cho thầy như sau nhá. Tích phân nào. Nhớ là phải để về chế độ radian các bạn này, để về chế độ radian thì mới bấm được nhá. Có bị loáng không? Nào, tích phân từ 0 đến pi trên 2 của gì đây? Phân số này. Đấy, phân số nhá. Xin lỗi các bạn. Cái này bấm hơi dài một chút thôi. Tích phân nào. À, phân số đúng không ạ? Sin x này à, đóng ngoặc lại này đúng không ạ? Nhân cốt mũ 3 x nhân cho cốt mũ 3 x đâu? Cốt này x này đúng không ạ? Đấy, tất cả mũ 3 này. Được chưa? Ở dưới nó chính là gì đây? Cốt bình x đúng không ạ? Cốt này x này đóng ngoặc lại này, bình lên này, đồng ý không ạ? Và cộng 1. Đấy, cận từ đâu đây? Cận từ 0 đến pi trên 2, 0 này đến ship pi đúng không ạ? Phân số này, ship π/2. Các bạn bấm cho thầy ra kết quả nhá. Chắc chắn là ra kết quả rồi. Chắc chắn là phải ra một kết quả nào đấy. Đó, đúng không ạ? Đây các bạn nhìn thấy không? Đương nhiên là nó lẻ rồi, làm sao nó ra đẹp được? Nó điều hiển nhiên. Nhưng tất cả
cả mọi bài toán tìm tích phân. Khi các bạn đã bấm ra kết quả rồi thì chúng ta phải lưu ở bên A, đúng không ạ? Lưu ở bên A cho thầy nhá. Đấy, vậy các bạn có thể suy ra thầy là chúng ta sẽ chú ý này. M cộng N lên 2. M cộng với N nhân lên 2 thì chắc chắn là bằng A đấy, đúng không ạ? À, M cộng N nhân lên 2 thì chắc chắn là bằng A đấy. A của chúng ta nó là cái gì? A của thầy trong bài này nó chính là kết quả, đúng không ạ? Nó chính là kết quả thôi. Được chưa? Và sau đó thì chúng ta còn một phương trình nữa, đó chính là M cộng N thì nó chính là bằng đáp số. Đó, thằng này chính là bằng đáp số. Và đương nhiên chúng ta có thể hiểu rằng là à, M của N, M và N của thầy trong trường hợp này thường là các số hữu tỉ. Đó, thường là các số hữu tỉ, đúng không ạ? Và chúng ta chỉ nhập cho thầy cái hệ phương trình thôi, đúng không ạ? Làm sao ra cái hệ số hữu tỉ là được thôi. Nào các bạn bấm này. À, 1 mấy nhỉ? 1, 9 đúng không ạ? Hệ phương trình này, chắc chắn là nhập hệ phương trình này nhá. 1 này và bấm số 2 này. Đấy, được chưa? Nó giống tương tự như lúc nãy thôi. M của thầy là các bạn có thể xem như nó là biến x, N là biến y. Thì chúng ta nhập A là bằng 1 này đúng không ạ? B của thầy nó chính là len 2. Đấy, được chưa? C của thầy chắc chắn là bằng A. Đấy, được chưa? Cái phương trình đầu chắc chắn là cố định rồi. Phương trình dưới nào là 1 bằng này, 1 bằng và đáp số. Đáp số đây thì các bạn có thể comment này. Ví dụ nếu là ra số 1 nhá, bấm bằng một phát đi. Đấy, đây không phải là số hữu tỉ đâu nhá. Các bạn nhìn thấy không? Đây là số vô tỉ rồi đúng không ạ? Đúng chưa? Ok chưa? Đấy, chắc chắn là sai rồi nhá. Bây giờ các bạn kiểm tra lại cho thầy cái thay mỗi cái kết quả này thôi mà. Thầy số 0 vào đi. Đấy, 0,5 và trừ 0,5 luôn. Đồng ý không ạ? Thì nó là đáp án B luôn. Đấy, tương tự các bạn thử thầy này, nếu thử đáp án C này. Thử luôn đúng không ạ? 0,5 đi. Đấy, nó ra số này làm sao mà lấy được đúng không ạ? Vô lý, tương tự thằng này cũng tương tự như thế nhá. Kiểm tra thôi, đấy, kiểm tra thôi. Đấy, trừ 0,5. Đấy, đúng không ạ? Vậy nó chỉ còn một đáp án duy nhất là đáp án B. Các bạn nhìn thấy chưa? Là bấm theo kiểu hệ phương trình thì nó chắc chắn là nó ra ngay. Đấy, bấm này, bấm chắc chắn là nó ra ngay. Bấm hệ phương trình. Đúng không ạ? Trong đó cái phương trình số 1 của thầy luôn nào là cố định. Đấy, đó là kinh nghiệm để các bạn có thể là giải một cái bài toán mà liên quan tích phân hai ẩn. Thì thường thường người ta dùng hệ phương trình nó nhanh hơn rất nhiều so với việc mà các bạn dùng 1,7 nhá. Có một cách nữa là dùng 1,7 nữa. Ok chưa? Đó chính là câu số 16. Tiếp tục câu số 17 nào. Câu số 17, được chưa? Cái cây đấy thì cái câu số 16 thì thầy Full HD có nghĩa là thầy giảng chậm cho các bạn. Nhưng bên cạnh đấy thầy vừa dạy các bạn về kỹ năng để chúng ta sử dụng Kaizo nữa. Đúng không ạ? Và có thể làm bằng tay đều được hết. Ok chưa? Tiếp tục câu số 17 nào. Gắt quá thầy ơi. Bình thường, đúng không ạ? Công thức nguyên hàm nào sau đây là công thức sai? À, các bạn nhìn thấy không? Cái này nó phụ thuộc vào độ tư duy rồi. Tư duy. Nếu như bạn nào mà làm nhanh, chỉ mất 3 giây thôi, nhìn lướt qua thầy một lượt thì các bạn có thể suy ra được đáp án nào sai, đúng không ạ? Ok chưa? 3 ẩn thì thường thường chúng ta dùng 1,7, nhưng mà 2 ẩn thì chúng ta nên dùng hệ phương trình thì nó bấm ra rất nhanh. Nào 17 đáp án nào đây? À ok, thì nó chắc chắn đó là đáp án B, chính xác. Ok chưa? Vì sao biết nó sai? Bởi vì nếu công thức đúng của nó phải là trị tuyệt đối cơ. Các bạn nhớ lại thầy công thức này nhá. Dx trên x thì phải là len trị tuyệt đối của x cộng c. Đồng ý không ạ? Trong đó x khác không? Đây chính là nó đúng của nó phải có trị tuyệt đối. Được chưa? Thì thằng này ngu vẫn biết các bạn này. Thằng này ngu vẫn biết đúng không ạ? Đấy, đúng không ạ? Bạn nào sai bài này thì mặc định là chặt cu thôi. Đấy, được chưa? Thì các bạn kiểm tra lại cho thầy là từ câu số 1 đến câu số 17. Sau khi các bạn đã comment đáp án rồi thì các bạn kiểm tra lại một lượt nữa cho thầy xem rằng là chúng ta đúng bao nhiêu câu vừa rồi và đúng chúng ta sai bao nhiêu câu rồi nhá. Các bạn kiểm tra lại cho thầy một lượt xem. Đấy, được chưa? Là câu số 17. Tiếp tục nào, là câu số 10, 18. Đấy, chúng ta kiểm tra lại cho thầy một lượt nhá. Câu số 18. Câu số 18, tìm thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường thẳng. Ok, thằng này thì cũng là dùng công thức đúng không ạ? À, chúng ta có thể dùng luôn và ngay cho thầy là pi của thầy là bằng pi đúng không ạ? Thể tích mà, tích phân từ đâu? Đấy nhá, x bằng 1 đến 2, 1 đến 2 luôn đúng không ạ? 1 đến 2 luôn, được chưa? Của gì? Len bình x. Đấy, len bình x luôn, dx, đồng ý không ạ? Đây là cái công thức tính thể tích rồi. Giới hạn bởi các đường đồ thị này các bạn nhìn này, y bằng này, y bằng len x, y bằng 0 và x bằng 1, x bằng 2. Được chưa? Thì chúng ta có thể suy ra luôn cho thầy nhá. Chúng ta có thể suy ra luôn cho thầy. Ok chưa? Câu C thiếu dx à? Câu C đâu? Ok, thằng này nó chỉ là thiếu thôi. Gọi thiếu một tí thôi các bạn nhá. Còn câu sai vẫn là câu D cơ. Rồi, sau đó các bạn bấm thôi đúng không ạ? Chúng ta bấm ra kết quả này. Thằng này chúng ta bấm ra kết quả cho thầy nhá. Đấy, chúng ta bấm kết quả ra cho thầy đúng không ạ? Và sau đó thì các bạn có thể so sánh ra cho thầy rằng là trong những cái kết quả này thì cái nào nó ra đúng bằng cái kết quả trên đấy. Chúng ta có thể sử dụng máy tính Casio được đúng không ạ? À, chúng ta dùng máy tính Casio các bạn kiểm tra được ngay. Đúng không ạ? Chúng ta kiểm tra được nhá. Và sau đó thì các bạn có thể suy ra luôn nhá. Chúng ta có thể hoàn toàn suy ra luôn. Đấy.
Đồng ý không ạ? Ok chưa? Thì nó là đáp án nào đây? À thì nó chính là đáp án B đúng không ạ? Các bạn kiểm tra nhá, cái này thì nó là đáp án B rồi, bởi vì nó chỉ bằng máy tính thôi. Tương tự câu số 19 thì chúng ta vẫn có thể sử dụng được máy tính casual. Đấy, được chưa? 19 vẫn sử dụng được bình thường mà. Các bạn nhìn thấy không? Câu 19 các bạn nhìn thấy không? Hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng được máy tính. Chắc chắn 100% câu 19. Và thầy sẽ dạy các bạn câu số 19 là dùng bằng máy tính thôi nhá. Đấy, các bạn muốn làm câu 19 là làm bằng máy hay là làm bằng tay nào? Các bạn có thể comment xuống dưới cho thầy được không? Thích các bạn thích làm bằng máy hay là thích làm bằng tay? Đều được hết. Nếu làm bằng tay thì chắc chắn là dùng theo phương pháp gì? Nó là phương pháp múa cột. À, nếu làm bằng máy thì dùng theo kiểu là hệ phương trình, y như kiểu lúc nãy luôn nhá. À, ok, thầy sẽ làm bằng tay nhé. Thằng này làm bằng máy thì nó lâu, bởi vì làm tay thì chúng ta chỉ múa cột thôi đúng không ạ? Các bạn nhìn vẽ ra cho thầy này. Cột U đúng không ạ? Cột này là cột DV. Nhất lô nhì đa tam lượng từ mũ, chắc chắn U của thầy nó chính là 2x-1. Được chưa? V của thầy nó chính là 2x. Đấy. Sau đó cột bên trái của các bạn này, đây cột U là cột bên trái nhá. Thì chúng ta phải tính gì? Là tính đạo hàm, đúng không ạ? Tính đạo hàm của thầy nó chỉ bằng 2. Đạo hàm một lần nữa thì bằng 0. Đấy, được chưa? Tương tự. Thằng bên phải là cột bên phải thì chúng ta tính nguyên hàm. Mà nguyên hàm của 2 mũi thì bằng 2 mũi chia len 2. Đấy, được chưa? Ok chưa? Tiếp tục, nguyên hàm một lần nữa thì chúng ta có thể biết rằng là gì nhỉ? À, là bằng 2 mũi trên cho len của gì nhỉ? Len bình của 2 thôi. Len 2 nhân len 2 mà. Được chưa? Sau đó các bạn đánh chéo giúp thầy nhá, đánh chéo giúp thầy này. Đấy, cái này đánh ngang nhưng mà các bạn không phải đánh ngang nó đâu, bởi vì số 0 này mà. Đúng không ạ? Chỗ này là dấu cộng nhá, dấu trừ đã nói cho các bạn rất nhiều lần về cái vấn đề múa cột rồi. Sau đó bạn suy ra luôn cho thầy nào. Thằng y bây giờ nó bằng gì? Cái này nhân cái này đúng không ạ? Cái này nhân cái này nhá, chúng ta có 2x-1. Đấy. Nhân cho gì? Nhân cho 2 mũi chia len 2. Được chưa? Trừ cho gì đây? Trừ cho này. Đó, trừ tiếp nhá. 2 nhân cho 2 nhân 2 mũi này. Đó, đúng không ạ? 2 nhân 2 mũi, tất cả trên cho len bình của gì? Len bình của 2. Cũng cận từ mấy? Cận từ 0 đến 1. Đó, từ 0 đến 1 các bạn này. Ok chưa? Từ 0 cho đến 1. Đấy, đây múa cột còn gì nữa? Múa cột thì các bạn sau đó các bạn chắc chắn là biết là thay cận trên vào và sau đó thì thay cận dưới vào thôi. Đúng không ạ? Đấy, nãy giờ sai 2 câu, thế là còn ít đấy em ạ. Tưởng là còn sai nhiều. Sai nhiều thì chặt cu nhiều thôi, đúng không ạ? Sau đó các bạn thay vào cho thầy nào, thay cận trên vào thì 1 thay đây mấy? 1 thay vào đây chúng ta có rằng là 1 đúng không ạ? 2 mũ 1 là bằng 2, tóm lại là bằng 2 trên len 2 luôn. Đấy, 2 trên len 2 luôn, đúng ý không ạ? Trừ cho gì đây? 1 thay vào đây nhá. 2 2 4 này, 4 chia cho len bình của 2. Được chưa? Đấy, đóng ngoặc lại, đây là cận trên nhá, trừ cận dưới các bạn thay vào cho thầy xem nào. À, cận dưới thì chúng ta có đó là gì nào? Thay số 0 vào, 2 mũ 0 thì bằng 1, tức là chỗ này là bằng trừ 1 trên len 2. Được chưa? Và thay số 0 vào đây. Đấy, thì chúng ta cũng có thể suy ra luôn là bằng trừ 2 phần len bình của 2. Được chưa các bạn ơi? Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Và chúng ta sẽ suy ra được nhá. Đoạn nguyên hàm lần thứ 2 tính như thế nào đây? Quá bình thường đúng không ạ? Sao các bạn thay vào cho thầy xem nào. 2 trên len 2 và trừ đi trừ 1, tức là bằng 3 trên len 2. Đấy, làm rất là chậm rãi rồi đúng không ạ? Trừ với trừ thành cộng luôn này. Đấy, và sau đó trừ 2 chia cho gì? Nhân cho 1 trên len bình của 2. Và từ đấy các bạn có thể suy ra là m mấy nhỉ? Các bạn đối chiếu đây này. Đối chiếu kết quả thì các bạn sẽ suy ra đó là bằng A luôn nhá. Là m bằng 3 và n bằng -2. Xong rồi đúng không ạ? Đây là múa cột là chúng ta suy ra ngay mà. Đấy, được chưa? Đó là múa cột. Còn làm bằng máy thì chắc chắn là vẫn tương tự thôi nhá. Làm máy có bạn nào cần thầy giảng cho các bạn về cách làm máy không? Làm máy thì thực ra là nó phải thử đấy. Đúng không ạ? Làm máy có nghĩa là phải thử, bấm kết quả này ra này. Bấm kết quả nó ra thì chúng ta có thể suy ra là nó là bằng một số A, lưu bằng một số A, đúng không ạ? Thì hướng dẫn sơ qua các bạn thôi nhá. Sau đó các bạn bấm một cái hệ phương trình tương tự như lúc nãy. Đấy, bấm một cái hệ phương trình tương tự như lúc nãy. Và trong đó thì chúng ta thấy là m thì nó đóng vai trò là x và n thì nó đóng vai trò là ni. Được chưa? Sau đó thì chúng ta vẫn tính bình thường thôi nhá. Đấy, lắp vào chúng ta có m cộng n gì đấy hoặc m trừ n gì đấy. Đồng ý không ạ? Được chưa? À xin lỗi, đó là đáp án D, xin lỗi các bạn nhá. Đáp án D, xin lỗi các bạn. Đấy, xin lỗi các bạn nhá, đó là đáp án D. Bởi vì m là bằng 3 và n của thầy là bằng 2, đúng rồi, chính xác. Nhìn nhầm thôi nhá, nhìn nhầm.
Tiếp theo là câu số 20 nào. Một nguyên hàm của hàm số này, đấy, nó chính là fx bằng, khi đó giá trị của m cộng n là. Bây giờ chúng ta sẽ tìm nguyên hàm của hàm số này đúng không ạ? Các bạn nhìn thấy cho thầy chưa? À, nguyên hàm thực ra thì có hai cách. Một là các bạn tính đạo hàm nó ra. Đấy, tìm đạo hàm nó ra nhé, sau đó đối chiếu thôi, đúng không ạ? Hai là các bạn có thể là dùng luôn cho thầy cái công thức là gì? Các bạn nhớ cho thầy công thức cốt của gì? Cốt A nhân cốt B không? Các bạn nào nhớ công thức không? Cốt cộng cốt bằng 2 cốt cốt, đúng không ạ? Các bạn nhớ thầy công thức không? Cốt cộng cốt bằng 2 cốt cốt, cốt trừ cốt bằng trừ 2 sin sin. Tức là cốt A nhân cốt B thì bằng gì nhỉ? Bằng 1/2 cốt của gì? A cộng B trên 2, đúng không ạ? Đấy, cộng với cốt của A trừ B trên 2. Đó, đóng ngoặc lại, không tin các bạn làm ngược lại cho thầy xem nhá. Cốt cộng cốt đúng bằng 2 cốt cốt chưa? Được chưa? Đấy, đó chính là cái công thức nhá. Và sau đó thì các bạn sử dụng thầy công thức này trước đã, đúng không ạ? Thì chúng ta tách nó ra cho thầy. Đấy, đúng không ạ? Chúng ta chú ý nha, tách nó ra như sau, chúng ta có này, cốt 5x nhân cốt x, đúng không ạ? Cốt của 5x nhân cốt của x thì bằng 1/2 nhân tổng hai cái mà chia 2 thì là chắc chắn là cốt của mấy là 3x, và cộng với hai cái trừ nhau chia 2 là cốt của 2x. Được chưa? Ok chưa các bạn nhỉ? Sau đó thì các bạn làm thôi, đúng không ạ? Các bạn tìm ra nguyên hàm của nó thì chúng ta có này, nguyên hàm của cốt 5x nhân cốt x, đúng không ạ? Dx. Đấy, thì bằng gì? Là nguyên hàm của thằng này là 1/2 thì đưa ra ngoài luôn. Cốt 3x, đúng không ạ? Cộng với cốt của 2x. Đấy, và dx. Được chưa? À, các bạn kiểm tra lại thầy xem nhá, cộng lại với nhau. A cộng B chia 2 đúng không? À không có chia 2, xin lỗi các bạn nhá. Không có chia 2 đúng không ạ? 2 A cộng B trên 2, A cốt của A cộng B trên 2 đúng không? Xin lỗi các bạn nhá, chỗ này là bằng 7x đúng không ạ? Thế là số xấu thế nhỉ? Nếu mà thế là số xấu đấy các bạn ạ. 5x cộng x là 6x này, 6x với cả là 4x. Ok, xin lỗi các bạn. 6x và 4x đúng không ạ? May quá. Nhầm một tí. Nhầm một tí thôi nhá. Ok. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ thấy này, là chỗ này là bằng 1/2 luôn đúng không ạ? Nguyên hàm của cốt 6x đấy dx và cộng với 1/2 nguyên hàm của cốt 4x nhân dx, là chúng ta sẽ tách ra thành hai nguyên hàm con, đúng không ạ? Thì bằng mấy nhỉ? Nguyên hàm của cốt chắc chắn là bằng sin rồi nhá. Chỗ này có 1 trên a luôn các bạn này. 1/2 nhân 1/6 nhân sin của 6x luôn. Cộng 1/2 nhân 1/4 và nhân cosin của 4x và cộng c. Đồng ý không ạ? Và nó chính là bằng mấy đây? Là 1/12 nhá. Sin của 6x này cộng với 1/8 này nhân sin của 4x này. Đấy, và cộng c, thì đây chính là kết quả cuối cùng của chúng ta luôn nhá. Được chưa? Và sau đó các bạn sẽ tìm ra, các bạn đối chiếu với kết quả này thì chúng ta có thể suy ra là m bằng 1/12 và n thì bằng 1/8. M bằng 1/12 và n thì bằng 1/8. Đồng ý không ạ? Đồng ý chưa? Thì chúng ta sẽ suy ra là 24m trừ 8n. Các bạn nhìn thấy biểu thức của người ta đang hỏi các bạn là 24m trừ 8n đúng không ạ? S là bằng 24m trừ 8n thì chứng tỏ là bằng 24 nhân 1/12 đúng không ạ? Trừ cho 8n tức là trừ 8 nhân 1/8 luôn. Thì bằng mấy các bạn nhỉ? 2 trừ 1 thì bằng 1 thôi. Đúng không ạ? Thì bằng 1, đó là đáp án A. Ok chưa? Tiếp tục nào, câu số 21. Câu 21 nhá. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y bằng fx trục hoành và phần tô động trong hình là. Là cái này đáng lẽ là có cả đáp án B và có cả đáp án D nữa. Nhưng trong bài này thì các bạn nhìn thấy đây là một cái hàm số bậc mấy? Là bậc 3. Đấy, và chúng ta có thể thấy được rằng là nó đáng lẽ ra dựa vào cái công thức và dựa vào hình vẽ, đúng không ạ? Các bạn nhìn thấy hình vẽ này. Đấy, đúng không ạ? Nét cuối cùng nó đi lên nhá. Và người ta đang yêu cầu các bạn là dùng công thức nào để tính được diện tích của phần tô động đây, đúng không ạ? Và chắc chắn các bạn nhìn vào hình các bạn có thể suy ra rằng là nó chính là lấy S1 cộng S2. Đấy, nó tức là gì? Diện tích của chúng ta phần tô động nó sẽ tách ra thành hai phần. Là phần thứ nhất là gì nhỉ? Là trừ 2 đến 0 và trị tuyệt đối của fx, đúng không ạ? Dx. Đấy, và cái thứ hai đó là gì? Là tích phân từ 0 đến 2 cũng là trị tuyệt đối của fx. Dx. Đấy, nhưng mà rõ ràng là ở trong đoạn từ gì nhỉ? Trong khoảng từ trừ 2 đến 0 thì nó mang dấu dương. Đấy, đúng không ạ? Mang dấu dương thì chúng ta suy ra luôn. Thì đó là đáp án nào? Nó là đáp án A, đồng ý không ạ? Đáp án A. Các bạn nhìn thấy chưa? Bởi vì sao biết? Bởi vì ở chỗ chiếc đoạn từ 0 đến 2 các bạn nhỉ? Chiếc khoảng từ 0 đến 2 thì thằng này nó nằm dưới trục trục x. Thì suy ra là gì? Trị tuyệt đối của nó phải đảo lại dấu. Vì nó âm mà, đúng không ạ? Trên khoảng từ 0 đến 2 các bạn nhìn thấy không?
là fx của chúng ta nó nằm bên dưới của chú x, thì suy ra là trị tuyệt đối của nó phải bằng trừ fx. Thì suy ra đó là đáp án A nhá. Đáp án A rất đơn giản thôi. Ok chưa? Câu 22 đúng không ạ? À mấy câu này thì thực ra vi phân hết đi cho thầy đi. À mấy câu này thực ra thì vi phân hết. Mấy câu này làm sướng lắm, Tùng đều dùng vi phân hết. Nào các bạn nhìn thấy, cho thầy câu 22 chắc chắn là nó chỉ làm tầm khoảng 30 cho đến 45 giây mỗi câu thôi. 30 cho đến 45 giây mỗi câu thôi nhá. Chúng ta có 22 nào. Làm rất là đơn giản, vi phân đúng rồi, dùng vi phân, tất cả mấy thằng này đều dùng vi phân hết các bạn này. Làm thích lắm. Chúng ta có 22 nhá. Thầy làm nào. Tích phân từ 1 đến căn 3 của x dx đúng không ạ? Trên cho căn bậc 2 của 1 cộng x bình. Thì rõ ràng là người ta cho bằng m cộng n căn 2 rồi. Thì tí nữa chúng ta tính ra kết quả. Rồi sau đó thì các bạn so sánh với cả cái này để chúng ta tìm ra m và n đúng không ạ? Làm như thế nào? Các bạn nhìn thấy này. Vẫn là từ 1 cho đến căn 3 và chắc chắn thầy dùng theo phương pháp vi phân rồi. Đấy, nhưng làm như thế nào đây? Các bạn nhìn thấy, chỗ này là căn bậc 2 đúng không ạ? Và thầy đưa lên trên tử thì nó là gì? Là bằng 1 cộng x bình tất cả 1 trừ 1 phần 2. Đấy, và chắc chắn là d của thầy này. Cái x này chắc chắn thầy đưa vào trong rồi. Đưa vào trong thì là d của gì? Chắc chắn là x bình vẫn là cộng 1 rồi đúng không ạ? Và ở ngoài thì là phải là bỏ 1 phần 2 vào. Đấy, cái này thì nếu như bạn nào làm thành thạo thì chúng ta có thể suy ra ngay nhá. Làm thành thạo thì các bạn có thể suy ra ngay được mà. Đấy, được chưa? Nhiều bạn hỏi là tại sao chỗ này là mũ trừ 1 phần 2 thì thầy nhắc lại một lần nữa này. Căn bậc 2 là mũ 1 phần 2 rồi. Nhưng khi nó nằm ở dưới mẫu, bây giờ chúng ta muốn đưa nó lên trên tử thì đổi dấu số mũ nó. Được chưa? Đấy, làm ngược lại chúng ta vẫn ra như thế thôi. Và đến đây thì các bạn có thể làm như thầy này. Số mũ tăng lên 1 và chia chính số mũ đấy. Thì 1 phần 2 này, chỗ này là trừ 1 phần 2 đúng không ạ? Tăng lên 1 thì chính là bằng là cộng 1 phần 2. Tức là nó cũng chỉ là bằng 1 phần 2 nữa thôi. Các bạn nhầm giúp thầy nhá. Chỗ này trừ 1 phần 2 này đúng không ạ? Trừ 1 phần 2 mà cộng 1 thì mấy? Là bằng 1 phần 2. Tức là căn bậc 2 của 1 cộng x bình luôn. Đấy, đồng ý không ạ? Nhưng phải chia 1 phần 2 nữa. Đấy, đồng ý không ạ? Được chưa? Và cận từ 1 đến căn 3 thôi. Xong chưa? Sau đó các bạn triệt tiêu thằng này đi thì nó chỉ còn lại là căn bậc 2 của 1 cộng x bình. Đấy, cận từ 1 cho đến căn 3. Được chưa? Thì các bạn thay vào giúp thầy xem nhá. Là bằng mấy các bạn nhỉ? Là bằng 2 đúng không ạ? Ôi, 2 này trừ cho mấy nhỉ? Trừ căn 2 à? Nó số số thế nhỉ? 2 trừ căn 2 đó là đáp án nào các bạn nhỉ? 2 trừ căn 2. À 2 trừ căn 2 thì chúng ta có thể đối chiếu rằng là bằng m cộng với n nhân căn 2. Thì chúng ta có thể suy ra m mấy các bạn nhỉ? À m bằng 2 đúng không ạ? Và n của thầy là bằng mấy? N của thầy là bằng -1. Được chưa? Mọi người hỏi m cộng n bằng bao nhiêu thì chúng ta có thể lấy hai số này cộng lại với nhau thì bằng mấy? Là bằng 1 luôn. Thì đó chính là đáp án B. Được chưa? Lớp VIP có tài liệu này không thầy? Có mà, lớp VIP của chúng ta lúc nào mà chả có, đúng không ạ? Bạn nào muốn đăng ký lớp VIP thì các bạn nhớ tí nữa thì sau buổi live stream này các bạn inbox cho thầy nhá. Ok. Được chưa? Là câu số 22 nó cũng rất đơn giản thôi, nhưng mà thầy khuyên thật là chúng ta nên dùng vi phân nhiều vào, bởi vì vi phân nó có rất nhiều cái tác dụng trong cái việc mà chúng ta giải đề đấy. Phương pháp vi phân nó mạnh lắm, thì các bạn nên dùng theo phương pháp vi phân. Được chưa? Đấy, nên làm theo phương pháp vi phân. Nhiều bạn chưa hiểu vì sao nó ra thế này, không biết thì các bạn làm ngược lại một lần xem. Các bạn thử làm ngược lại một lần xem nó đúng như thế nào, các bạn biết là như này. Ví dụ như thế nào? Nhiều bạn hỏi là d của x bình cộng 1 nó là bằng cái gì? D của x bình cộng 1 thì chắc chắn là bằng đạo hàm của nó, tức là bằng x bình cộng 1 này tất cả phẩy và nhân dx. Đấy được gọi là d của x bình cộng 1 đúng không ạ? Sau đó thì các bạn nhìn đạo hàm của x bình thì đúng bằng 2 x dx không? Đúng không ạ? Đấy, các bạn nhìn ghép vào nó vào đây thì 2 với 1 phần 2 hết đi, nó cũng chỉ còn lại là x dx thôi. Đấy, các bạn nhìn thấy làm ngược lại thì nó đương nhiên là nó giống y xì luôn. Đúng không ạ? Đặt căn thì nó lâu hơn rất nhiều, bởi vì đơn giản rằng là đặt căn thì phải đổi cận nữa. Nó tính rất nhiều nhá. Đấy, còn vi phân thì nó làm rất nhanh. Được chưa? Tiếp tục là câu số 20-23. Cũng vi phân nốt luôn, thằng này cũng là vi phân nốt luôn các bạn này. Đấy, và thầy hướng dẫn các bạn cách vi phân nhá, nó nhanh cực luôn. Y bằng từ 0 đến 1 này, x cộng 1 đúng không ạ? Dx tất cả trên x bình cộng 2x và cộng 5. Các bạn nhìn thấy nhá. Đề này có 25 câu thôi các bạn. Đấy, 25 câu thôi nhá. Đề này nó chỉ có 25 câu thôi. Đấy, cái này vi phân nó chỉ mất tầm khoảng mấy giây thôi? 10 giây thôi, các bạn có tin không? 10 giây thôi, đúng không ạ? Làm chỉ mất 10 giây thôi. Thế thì bây giờ chúng ta làm như thế nào? Thì các bạn nhận thấy cho thầy một điều như sau. Các bạn nhận định cho thầy một điều này. Là cái thằng dưới mẫu này này. Đấy, nếu đặt thằng này bằng T thì các bạn đạo hàm nó ra thì có đúng bằng 2x cộng 2. Đồng ý không ạ? Đấy, nếu như đạo hàm thằng này ra thì có nghĩa là bằng 2x cộng 2. Đấy, thế thì bây giờ chúng ta phải nghĩ đến một việc là gì? À, chúng ta phải nhân thêm bớt ở trên tử là số 2.
Đấy, để làm gì thì các bạn nhìn thấy này, để làm gì các bạn nhìn thấy này nhá. Vậy là tích phân từ 0 đến 1 này, và phương pháp thầy đang làm là phương pháp vi phân đấy nhá. Ở ngoài là 1/2, ở trong thì có đúng là bằng 2x cộng 2, tất cả vẫn chia x bình cộng 2x và cộng 5. Đấy, đấy các bạn nhìn thấy chưa? Cái này là cái mà đầu tiên các bạn bắt buộc phải nhớ nhá. Các bạn nhìn thấy không? Không tin các bạn nhìn thấy, chia 2 về cho 2, chia cả thử cả mẫu cho 2 thì nó đúng bằng như này không? Làm ngược lại là đương nhiên đúng rồi đúng không ạ? Nhưng tại sao chúng ta lại phải làm như thế này? Đấy, bởi vì các bạn nhìn thấy rằng là à, cái 2x cộng 2 sau khi thầy đưa vào d thì đúng chính xác là bằng d của x bình cộng 2x cộng 5 luôn. Đấy, nó vừa khít luôn các bạn ạ. Đấy, gọi vừa khít luôn nhá. Tức là thầy bằng này 1/2. Đấy, vẫn tích phân từ 0 đến 1 đúng không ạ? Của d của x bình cộng 2x và cộng 5, tất cả cũng trên cho x bình cộng 2x và cộng 5 luôn. Đấy, các bạn nhìn thấy vừa khít luôn. Đấy đúng không ạ? Đấy, đó là mục đích của thầy, là tại sao thầy phải nhân thêm. Đấy, nhân thêm để làm gì? Để đưa vào thì nó giống y xì cái thằng này luôn. Và nó đang xuất hiện cái dạng nào là dt trên t, thì chắc chắn là bằng len trị tuyệt đối của t thôi. Đấy đúng không ạ? Và chúng ta ngầm hiểu rằng là t của thầy nó chính là bằng x bình cộng 2x cộng 5. Đồng ý không ạ? Và đây thầy không phải là, thầy không phải là đặt, mà thầy chỉ ngầm hiểu thôi. Và chắc chắn thì ngu thì vẫn biết là bây giờ nó bằng gì? 1/2 len trị tuyệt đối của x bình cộng 2x cộng 5, tất cả cận từ 0 đến 1. Đấy, các bạn nhìn thấy nhanh không? Và sau đó các bạn thay cận trên vào nhé, và thay cận dưới vào sau. Đấy, cận trên vào các bạn nhìn thấy là len của mấy đây? 1 cộng 2 bằng 3 này đúng không ạ? 3 cộng với 5 là bằng 8, 8, tức len của 8 này. Đấy, đồng ý không ạ? Trừ cho mấy? Trừ cho thay 0 vào thì như là bằng len của 5 luôn đúng không ạ? À, trừ cho len 5, tức là bằng 1/2 len của 8/5. Được chưa? 1/2 len của 8/5. À, các bạn muốn tách ra chứ gì? Tách ra thì suy ra luôn. Là bằng mấy nhỉ? Là bằng 1/2 len của 8, tức là len của 2 mũ 3 này đúng không ạ? Trừ cho 1/2 len 5. Được chưa? Và nó chính bằng 3/2 len của mấy nhỉ? Len 2 trừ 1/2 len của 5 thôi. Đấy, đồng ý không ạ? 3/2 len 2 trừ 1/2 len 5. Ok chưa? 3/2 len 2 trừ 1/2 len 5 thì đó là đáp án C luôn, còn gì nữa. Đấy, các bạn nhìn thấy vi phân nó nhanh chưa? Vi phân nó rất nhanh đúng không ạ? Cực nhanh luôn. Và để làm được vi phân thì thầy nghĩ là chúng ta nên phải thành thạo vào, đặc biệt là chúng ta cần phải có tư duy để chúng ta có thể làm được nhá. Nào, câu số 24. Đấy, câu số 24. Có cách nhận biết các dạng dùng vi phân không thầy? Rất đơn giản. Các bạn nhìn thấy vi phân, bản chất của vi phân đó chính là phương pháp đổi biến. Đấy, thì điều đầu tiên các bạn phải hiểu rằng là vi phân bản chất là nó là đổi biến. Thì nếu như mà đặt thì các bạn đặt cái gì bằng t thì các bạn có thể ngộ ra rằng à, thì đó là dùng phương pháp vi phân được. Đấy đúng không ạ? Tất cả mọi bài vi phân thì đầu tiên yêu cầu là phải dùng bằng phương pháp đúng không ạ? Chúng ta đổi biến, đặt được cái gì đấy đúng không ạ? Đấy, thì vẫn làm được thôi. Được chưa? Livestream này thầy có xóa không? Có mà, nó có xóa mà nhá. Livestream ở ngoài thì thường thường xóa hết. Còn livestream trong nhóm VIP thì không được xóa. Livestream ở ngoài thì thầy livestream xong thường thường xóa hết. Bạn nào xem thì các bạn xem thôi, đúng không ạ? Ok chưa? Nào, câu 24 nào. Làm bằng máy cũng được, làm bằng tay cũng được, đúng không ạ? Chúng ta có luôn cho thầy nhá. Y bằng tích phân gì đây? Từ 0 đến 2, đúng không ạ? 0 đến M, xin lỗi các bạn. 2x trừ 4, dx thì bằng 5. Thì cái này thì các bạn không lăn tăn nữa nhá, mà thầy làm một phát luôn này. Nguyên hàm của 2x thì bằng x bình. Nguyên hàm của trừ 4 thì bằng trừ 4x. Đồng ý không ạ? Cận từ mấy? Từ 0 đến M. Đấy, thì bằng 5 thôi. Các bạn thay vào cho thầy xem nào. Là bằng m bình trừ 4m đúng không ạ? Và bằng 5 luôn. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Thay cận không vào thì bằng 0 luôn nhá. Giải phương trình này ra thì các bạn tìm ra m thôi đúng không ạ? M bình này. Đấy. Trừ cho mấy? Trừ 4m này, trừ 5 thì bằng 0. Đây có dạng là a trừ b cộng c bằng 0 thì chắc chắn có một nghiệm là a bằng mấy? Là a bằng m bằng trừ 1 đúng không ạ? Và một nghiệm là m bằng mấy? C nhân a là bằng 5 luôn. Là trừ 1 và 5. Đúng không ạ? Trừ 1 và 5 thì đó là đáp án C luôn. Đồng ý chưa? Coi tư các bạn nhìn thấy chưa? Đó là đáp án C đúng không ạ? Nó rất đơn giản thôi nhá. Tiếp theo là câu số 25. Đấy, câu số 25. Nguyên hàm của hàm số này. Ok, cái này thì nó có easy đúng không ạ? Easy game. Các bạn gọi thầy cái từ easy game xem nào. Easy game đúng không ạ? Đấy, các bạn kiểm tra lại xem nhá. Bây giờ chúng ta sẽ hoàn thành nốt cái câu này thì chúng ta kiểm tra lại xem là từ lúc nãy giờ thì chúng ta chặt bao nhiêu con cu rồi. Đấy, chúng ta sai bao nhiêu con thì phải chặt bấy nhiêu con cu thôi đúng không ạ? Và chúng ta có chắc chắn được điểm 9 trong bài này hay không thì các bạn cần phải reset lại một lần nữa nhá. Đấy, câu này là đáp án nào đây? Câu 25 nào? Câu 25 nào là đáp án nào đây? À, đó chính là đáp án gì các bạn nhớ? X bình thì bằng x mũ 3/3 đúng không ạ? Trừ 3x bình trên 2 cộng len x thì đó chắc chắn là đáp án D.
là easy game đúng không ạ? Câu này tự nhiên thì nó cho dễ vãi linh hồn ra. Câu cuối tức là một đề kiểm tra nhưng mà nó không sắp xếp theo trình tự, mà thằng đầu thì nó lại khó, rất là rắc rối. Các bạn nhìn thấy không? Thằng đầu các bạn nhìn thấy này, mấy câu này là chúng ta phải vừa kết hợp giữa đạo hàm và nguyên hàm đấy các bạn nhá. À, nhìn thấy mà cũng thấy rất là khiếp rồi đúng không ạ? Nhưng mà phần thằng cuối thì các bạn nhìn thấy là rất là ok rồi, easy game đấy, thấy chưa? Các bạn nhìn thấy có bao nhiêu bạn, chúng ta comment xuống dưới xem nào. Đang có 350 bạn đang xem đây rồi. Thì bạn comment xuống dưới cho thầy xem là chúng ta trong buổi ngày hôm nay, thầy live stream, thì các bạn đã sai bao nhiêu câu rồi, và chúng ta tự giác là chúng ta chặt bao nhiêu con cu nhá. Ok chưa? So easy. Ôi trời, bạn Nguyễn Trung Kiên, so easy. Câu số 25 thì thầy không giảng nữa đúng không ạ? Bởi vì có công thức mà đúng không ạ? Và bên này thì các bạn cũng cảm nhận được là chúng ta được 9 điểm hoặc 10 điểm hay không? Một đề kiểm tra để chúng ta hệ thống lại toàn bộ cái phần này liên quan đến nghiện hàm, nguyên hàm tích phân. Và sắp tới thầy sẽ dạy các bạn về hình OXZ nữa. Thầy cũng sẽ làm các bạn một đề kiểm tra liên quan đến hình OXYZ. Được chưa? Thì các bạn nhớ theo dõi vào tối thứ 7 tuần này các bạn nhá. Tối thứ 7 tuần này, và nhớ đăng ký kênh YouTube của thầy. Kênh YouTube của thầy đó chính là, các bạn vào YouTube, các bạn gõ tên của thầy là Hồ Thức Thuận, thì các bạn nhìn thấy cái YouTube của thầy. Các bạn nhớ đăng ký và đặt chế độ chuông thông báo nhá. Để thứ 7 tuần này chúng ta sẽ làm một đề, thầy sẽ tổng ôn lại các bạn một lần nữa là liên quan đến cái gì? Cái hình OXZ. Đồng ý không ạ? Nợ thầy ba con cu. Em xem từ giữa liver, các bạn phải xem từ đầu cơ. Các bạn phải xem từ đầu, các bạn phải xem là mình đúng bao nhiêu câu mà đúng không ạ? Đấy, vẫn còn hơn 300 đối thủ. Các bạn chào đối thủ nhau một chút đi nhá. Chúng ta chào đối thủ nhau một chút đi. Đấy, và thầy đã review lại để chúng ta. Đề này chắc chắn là sau khi các bạn đã nghe thầy giảng bài rồi thì chắc chắn các bạn phải làm sao đấy, được 9 điểm trở lên. Đồng ý không ạ? Được 9 điểm trở lên. Có thể các bạn làm đúng nhưng mà làm chưa nhanh vẫn chưa được. Mà có một số bài vừa thầy đã dạy các bạn là chúng ta vẫn phải làm bản chất và có thể support được Casio thì càng tốt. Đấy, đồng ý không ạ? Nhưng cái quan trọng nhất là đề này các bạn vẫn phải ăn chắc được cho thầy 9 điểm. Còn nếu dưới 9 điểm là thất bại rồi. Dưới 9 điểm là thất bại. Được chưa? À, Sương Sương bảo chặt 6 con cu rồi thầy ơi. Em chặt hết cu rồi. Ôi trời, bá đạo quá. Được chưa? À, lịch live stream của thầy thì nếu, à đúng rồi, bạn nào muốn đăng ký lớp live stream VIP của thầy nhá, thì sau buổi live stream này các bạn inbox cho thầy nhá. Đấy, hiện tại thì vẫn được tặng lì xì 300k trên một bạn, đúng không ạ? Vẫn tặng lì xì 300k trên một bạn, và các bạn đều được tham gia full 3 khóa của thầy, là khóa ăn chắc 7-8 điểm này, đúng không ạ? Khóa luyện đề và khóa vận dụng cao. Thì thầy nhắc lại các bạn một lần nữa về cái khóa live stream VIP của thầy nhá. Khóa live stream đúng không ạ? VIP của thầy hiện tại thì nó đang có 3 khóa, đúng không ạ? 3 khóa. Thứ nhất là khóa ăn chắc 7-8 điểm. Ăn chắc 7-8 điểm. Đấy, được chưa? Và thậm chí những bạn nào mà đang hiện tại đang hơi yếu thì hoặc là mất gốc thì các bạn nên vào khóa này này. Đấy, khóa thứ hai là khóa vận dụng cao, là chinh phục 8-9-10. Đấy, được chưa? 8-9-10 của thầy. Và khóa thứ ba là khóa luyện đề. Đấy, có 3 khóa nó như thế này. Đồng ý không ạ? Và nếu như bạn nào đăng ký lớp VIP của thầy trong ngày hôm nay và ngày mai đăng ký vẫn được, thì đều được dồn vào tất cả 3 khóa này của thầy. Được chưa? Và ngoài ra thì các bạn được lì xì 300k trên một bạn nữa nhé. Được tặng 300k trên một bạn nữa. Được chưa? Bạn nào muốn đăng ký thì chúng ta có thể rằng là inbox trực tiếp cho thầy hoặc là inbox cho cô Ngọc Anh nhá. Ok chưa? Rồi, hôm nay chúng ta tạm dừng kết thúc ở đây nhá. Và sắp tới chúng ta sẽ tiếp tục chinh chiến khô máu với nhau. Cảm ơn các em. Và một lần nữa chúc tất cả các em có thể học tốt. Và đặc biệt là các bạn nữ nhá. Bây giờ hiện tại thì có bao nhiêu bạn nữ đang xem live stream ở đây, thì các bạn comment xuống dưới cho thầy xem nào. Đấy, có bao nhiêu bạn nữ mà đang xem live stream ở đây, hiện tại mà đang xem đây nhá. Đang còn hơn 200 bạn đây rồi. Thì thầy xin gửi lời chúc các bạn là đến ngày 8 tháng 3 là thật sự là vui vẻ. Và cái căn bản nhất là có người yêu. Đấy, để dẫn đi chơi. Đó là thích nhất, là sướng nhất luôn. Đấy chưa? Có thể tặng hoa, tặng son hay tặng gì đó cũng được. Đấy, nhưng miễn sao các bạn phải vui vẻ. Và làm sao đấy để học tốt. Đúng không ạ? Chúng ta cần phải mục tiêu cuối cùng là đỗ đại học cơ. Được chưa? Ok, bye bye các bạn nhá. Hẹn gặp lại các bạn vào trong các buổi live stream tiếp theo. Cảm ơn các em. Xin chào đối thủ nhá. Các bạn chào đối thủ nhau đi. Bye bye các bạn.